Chúng ta bắt đầu nào. Hôm nay có lẽ là cái buổi cuối cùng tôi giới thiệu cái phần mềm này trong trong cái học kỳ này. Hôm nay tôi sẽ có cái buổi giới thiệu nhanh thôi về cách sử dụng phần mềm theo cái biểu của chúng tôi, cái bản mới nhất là cái bản 4.0. Thì tôi sẽ dành một khoảng thời gian khoảng 15 phút đầu tiên nói sơ lược về ý tưởng chính, các cái bước mà chúng ta cần chú ý về dùng phần mềm của chúng tôi trên slide. Sau đó tôi sẽ chuyển sang thực hành tuần thao tác ngay trên máy tính để chúng ta có cái quan sát kỹ, và tôi dựa với các thầy cô một số các cái ví dụ, các cái trường cụ thể để chúng ta thấy là nó như thế nào nhé. Thì cái bản mà chúng tôi phát hành có hai bản, cái bản là cái bản dùng thử hay là bản demo hay là cái bản chính thức. Thì cái bản chính thức ý, thì khi các thầy cô là quyết định là sẽ mua phần mềm thì sẽ tải cái bản chính thức và chúng ta cài đặt cái bản chính thức này. Thì khi dùng cái bản chính thức này thì chúng ta cần phải đăng ký để mà cấp cái mã. Đấy, các thầy cô liên hệ với cô Hường thì cô Hường sẽ cấp cho các thầy cô cái mã. Còn cái bản demo ấy là cái bản chúng ta cài đặt như bình thường và chạy như bình thường, không cần mã. Thì cái bản demo này nó giống hết cái bản chính thức, nó chỉ khác là có một vài tính năng nó bị ẩn đi thôi, còn hầu hết khoảng 99% các cái lệnh là nó giống hết như cái bản chính thức. Chúng ta có thể dùng trước cái bản demo để chúng ta quan sát và chúng ta làm quen phần mềm. Thì tôi xin nói sơ qua về cái bản mới nhất nhé. Thì cái bản mới nhất này nó là cái phát triển, nó là cái bản mới của chúng tôi, là cái bản 4.0. Thực ra nó là cái phiên bản mà kéo dài suốt từ cái ngày xưa, là cái bản có tên là TKB. Sau đến hết cái bản TKB 11 thì chúng tôi chuyển sang cái phiên bản mới đặt tên là STKB. Thì nó vẫn là cái bản cũ đó nhưng phát triển cho đến ngày hôm nay. Thì đến cái bản là bản 3.0 thì chúng tôi đã hỗ trợ hoàn toàn cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thật ra gọi là hỗ trợ hoàn toàn, thực ra nó rất đơn giản thôi, là chúng tôi đưa vào các cái môn học ấy trong máy tính ấy, đã lưu trữ một cái danh sách các cái môn học, lưu trữ các cái môn học theo đúng cái tên môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới, và chúng ta có thể là sao chép cái chương trình đó sang cái môn học đó sang cái môn học hiện thời của chúng ta, chỉ như vậy thôi. Và hỗ trợ thêm là chúng ta được phép là gì, được phép là tạo ra các cái tổ hợp môn và sau đó là gán tổ hợp môn đó cho từng lớp học, mà khi chúng ta mà nhập phân công chuyên môn ấy thì chúng ta có thể hiển thị cái tổ hợp môn đó để nó dễ dàng nhập phân công chuyên môn. Thực ra nó không có gì đặc biệt cả, nó như ai mà dùng thạo phần mềm rồi thì thậm chí là không cần những cái đó. Đó, thì đó là cái một cái bản mới, một chức năng mới từ cái bản 3.0. Còn 4.0 thì chúng tôi đã bổ sung thêm cái tính năng là chức năng gọi là min loop 2B. Thì cái tính năng này là như sau, nó nhanh nhé. Cái tính năng min loop 2B là cái gì? Là cái tính năng mà nếu mà nhà trường của chúng ta mà tất cả lớp học đều học 2 buổi và học liền một mạch từ sáng đến chiều, không phân biệt sáng chiều. Đó. Thì đây như lớp này thì với trường đó thì sẽ có một tính năng mới đặt tên là min loop 2B. Thì cái min loop 2B này nó giống hệt như cái chức năng mà quan sát tinh chỉnh cũ đã đặt tên là min loop ấy, một tính năng rất quan trọng của phần mềm. Thì cái bản min loop 2B này nó giống cái min loop cũ, nhưng mà chỉ khác là hiển thị trên màn hình là toàn bộ từ sáng đến chiều, từ tiết 1 đến tiết 10. Và chúng ta có thể thao tác chỉnh sửa kéo thả một tiết học từ sáng xuống chiều và từ chiều lên sáng một cách thoải mái. Nhưng mà nhắc lại một chút, bây giờ tôi sẽ nói kỹ hơn là không phải trường nào cũng có tính năng này, cũng có cái mô hình này đâu nhé. Ở Việt Nam cái số trường mà có cái tính năng này đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn 99,99% ở Việt Nam của chúng ta là theo cái mô hình nhà nước chúng ta vẫn từ xưa này vẫn là cái nước nhiệt đới gió mùa mà. Cho nên chúng ta luôn luôn phân biệt là sáng chiều độc lập với nhau. Thì cái tính năng mà mới này nó chỉ áp dụng cho những trường đặc biệt thôi, những trường quốc tế chẳng hạn. Những cái trường mà là mô phỏng hoàn toàn mô hình nước ngoài đó sang Việt Nam thì mới cần thôi. Còn tất cả các trường Việt Nam đều như là không dùng đến. Thì đó là một số tính năng mới của bản mới này nhé, bản 4.0 này. Thế thì tôi xin nói có một vài slide nói về cái bài toán gốc sức thuộc biểu trên trường phổ thông.
Vì sao có cái slide này? Bởi vì là tôi quan sát đấy, rất nhiều giáo viên hỏi gặp tôi và câu hỏi thì rất nhiều các bạn là hầu như là chưa bao giờ xếp thầy khóa biểu, thậm chí là trong đầu óc cũng không hiểu thế nào là xếp thầy khóa biểu nữa, rất là lơ mơ về cái bài toán thầy khóa biểu này, mà đã được nhà trường là bắt phải dùng phần mềm để xếp thầy khóa biểu rồi, cho nên rất các giáo viên đó là rất là bỡ ngỡ, không hiểu những khái niệm cơ bản nhất của bài toán xếp thầy khóa biểu. Thì tôi xin có một vài slide nó thường ngắn gọn thôi để chúng ta hiểu nhé. Thì cái bài toán gốc xếp thầy khóa biểu là một bài toán làm cái mô hình là hoàn toàn toán học. Chuyện như lại đây là mô hình hoàn toàn toán học nhé. Là dữ liệu đầu vào của nó là gì? Dữ liệu đầu vào của nó là các đối tượng gốc như là danh sách các lớp học, môn học, rồi là giáo viên. Đấy. Rồi cái phân công chuyên môn cho từng lớp, cho từng giáo viên và từng môn học. Thì bản chất cái phân công chuyên môn là cái gì? Là chúng ta phân công trước là cái lớp này, lớp 10A chẳng hạn, thì trong phân công đó thì là môn toán bao nhiêu tiết giáo viên nào dạy, môn lý bao nhiêu tiết giáo viên nào dạy. Thì các bạn hình dung là cái bản phân công chuyên môn này nó giống hệt như là cái chương trình giáo dục của chúng ta, chỉ khác là bổ sung thêm là giáo viên nào dạy môn nào thôi. Thì cái đó nó gọi là phân công chuyên môn, hay trong máy tính chúng tôi gọi là, trong phần mềm tôi gọi là cái bảng phân công giảng dạy. Thì đây là một cái bảng rất quan trọng, là một cái đầu vào của cái phần mềm của chúng ta. Và nói chung là tất cả các trường học ở Việt Nam chúng ta đều là phân biệt sáng chiều công lập với nhau, chúng ta chú ý nhất, rất quan trọng nhé. Tất cả là phân biệt sáng và chiều riêng, không có chuyện là chung lại với nhau. Thì là, vì là các lớp học thì phần lớn là học hoặc là học một buổi hoặc là học hai buổi. Nếu học hai buổi thì thường là một buổi là sẽ là học chính, một buổi thứ hai sẽ là học phụ. Chuyện là buổi sáng học theo chương trình chính, buổi chiều là học thêm hoặc là học có một vài môn là xếp từ sáng sang chiều, hoặc là lớp đó là học buổi chiều là chính, còn buổi sáng sẽ là học phụ đạo thêm. Như vậy là cái phân công chuyên môn là rõ ràng sáng chiều ra. Thì đó là những cái, đây là những cái đầu vào của bài toán thầy khóa biểu. Cái đầu vào này là rất chặt chẽ về mặt toán học nhé, không được nhầm lẫn. Ví dụ như là lớp học không có chuyện là hai lớp là trùng tên, là không có. Môn học thì có một cái khái niệm là môn học và mã môn học để cho nó viết ngắn lại thôi, nhưng mà cái môn học đó cũng không được trùng nhau, không được trùng nhau. Còn giáo viên đấy, giáo viên thì có hai cái khái niệm, một là tên giáo viên và hai là mã giáo viên. Thì tên giáo viên đúng tên Việt Nam mình có thể trùng nhau. Trong một trường học có thể có hai người tên là Nguyễn Văn Bình hay là Nguyễn Quang Vinh, nhưng mà cái mã của nó là phải khác nhau. Chúng ta ký hiệu là Vinh 1, Vinh 2, hoặc là Vinh T, Vinh H, hoặc là Vinh Toán, Vinh Lý. Nhưng mà cái mã là phải khác nhau để phân biệt. Mà chỉ phân biệt là cái mã của nó là phải khác nhau để nó xếp vào các cái ô thầy khóa biểu. Đó. Thì đó là đây là cái đầu vào. Thì mỗi cái đầu vào như vậy thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra cái đầu ra. Đầu ra là cái gì? Đầu ra là bao gồm là các cái bảng thầy khóa biểu. Đấy, mình làm cái bảng như vậy là một cái lưới nhé. Thì thông thường đầu ra của thầy khóa biểu gồm có hai bảng. Một cái bảng là thầy khóa biểu của các lớp và hai là bảng thầy khóa biểu của giáo viên. Đó, chúng ta chú ý. Như vậy đầu vào là rõ ràng là những khái niệm như là lớp học, môn học, giáo viên, thời gian và khuôn dạng chính của thầy khóa biểu theo từng tuần và theo sáng chiều là riêng biệt nhau, rồi cái bảng phân công chuyên môn nữa. Đấy. Thì đó là cái đầu vào. Tất nhiên đầu vào còn có thêm các yêu cầu nữa, như yêu cầu về sư phạm môn học, yêu cầu cho giáo viên chẳng hạn, đó là những yêu cầu thêm nữa. Đó là phần phụ thôi. Nhưng đó là cái phần, đây là những phần gốc của bài toán, của cái đầu vào của bài toán. Còn đầu ra của bài toán là chính là cái bảng thầy khóa biểu. Thì cái bài toán thầy khóa biểu này nó là đặc biệt như này này, nó là một cái bài toán mà nó là về bài toán học chặt chặt chẽ, nhưng mà nó không có cái đầu ra cứng, không phải chỉ có một đầu ra mà nó có nhiều đầu ra. Như vậy với một cái dữ liệu đầu vào như vậy, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều thầy khóa biểu đầu ra. Đó, không phải là có một phương án nhé, mà là có rất nhiều phương án. Chúng ta cảm giác, tôi lấy ví dụ rồi chúng ta dễ hiểu nhé. Chúng ta có một cái, chúng ta có một cái đội ngũ, tôi cần xếp một cái giáo viên của chúng ta, trường chúng ta có 100 giáo viên nhé, cần xếp vào một cái phòng, cái phòng đó có 100 cái ghế, cần xếp 100 giáo viên đó vào một cái phòng 100 ghế,
Thì tôi có thấy có nhiều, có nhiều phương án, có rất rất nhiều phương án. Đấy, nhưng mà về mặt toán học nhé, để xếp 100 giáo viên vào một cái phòng có 100 ghế, chúng ta sẽ cần có thể chúng ta có là 100 giai thừa phương án. Rất rất nhiều phương án. Đó. Thì cái bài toán thầy có biểu cũng vậy, đầu vào là như vậy, đầu ra là thầy có biểu giáo viên và lớp học thì có rất rất nhiều phương án để tạo ra cái thầy có biểu đó. Nhưng mà tất nhiên là yêu cầu chặt chẽ của cái đầu ra thì cái biểu là như này, là không được phép trùng giờ trùng tiết, không được phép là cùng một lúc hai giáo viên lại dạy một lớp vào cùng một thời điểm, chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Đó. Nếu chúng ta mà xếp tay thì rất dễ dàng chúng ta nhầm lẫn chuyện đó và có thể bị nhầm lẫn, nhưng mà đối với phần mềm chúng ta không được phép làm như vậy. Thì đó là yêu cầu chặt chẽ của đầu ra. Tuy vậy thì cái việc đó vẫn là có rất nhiều phương án. Thì vấn đề là gì? Vấn đề làm sao mà cái phần mềm thì có biểu này và chúng ta nữa làm thế nào để chúng ta tìm ra một phương án mà theo chúng ta là tối ưu nhất có thể. Đó. Vậy cái mục đích của người xếp tay có biểu không phải chỉ là xếp được một phương án, mà làm sao mà tìm được một phương án mà theo họ là tối ưu nhất. Đó. Còn cái từ mà tối ưu thì có biểu ấy là một cái từ nó rất là chung chung, nó phụ thuộc hoàn toàn vào từng nhà trường, từng con người một, không có một tiêu chuẩn chung nào cho các chuyện là tối ưu cả. Đó. Mỗi một nhà trường có một yêu cầu khác nhau, mỗi giáo viên có một yêu cầu là khác nhau. Ví dụ cái người ở gần trường ấy, họ cần là giải đều ra cho họ mỗi ngày chỉ 1-2 tiết thôi. Người ở xa thì họ lại cần là dạy dồn lại một tuần 1-2 buổi thôi. Cho nên là hai cái giáo viên đó là đặc thù là nó khác nhau mà tôi yêu rồi. Cho nên là chúng ta đừng có thắc mắc là tại sao là phần mềm ra không hiểu chẳng tôi yêu gì cả. Đừng câu hỏi đó đừng hỏi những cái chuyện mà tôi yêu hay không là do chúng ta là người tạo ra. Rồi, tôi nói thêm ý nữa nhé, câu chuyện là đầu ra của thầy có biểu này. Chính vì cái bài toán thầy có biểu là bài toán nó có rất nhiều phương án ra, và khái niệm tối ưu là một khái niệm rất là chiều tượng mà không cụ thể. Đấy. Cho nên là cái bài toán thầy có biểu là luôn luôn là bài toán rất là khó, và cái phần mềm nó không có nhiệm vụ là nó tạo ra là một phương án tối ưu, không bao giờ có nhé. Phần mềm nó chỉ là một công cụ thôi, và nó giúp chúng ta là chúng ta sẽ làm việc với phần mềm, và phần mềm là công cụ, chúng ta sẽ cùng phần mềm để tìm ra các phương án mà theo chúng ta là tối ưu nhất. Cho nên là những người làm sự phần mềm thì có biểu này, người đó bắt buộc phải hiểu bài toán thì có biểu, chứ không hiểu bài toán thì có biểu thì không thể nào dùng phần mềm ở đâu. Đấy, tôi nhắc lại một lần nữa cho chúng ta biết, rất nhiều người, rất nhiều cô giáo, thầy giáo là họ có hỏi tôi là em không hiểu gì cả, nhưng mà em nghĩ phần mềm, các anh phần mềm là chúng ta chỉ bấm nút là ra thôi, cần gì phải suy nghĩ nữa. Đấy, như thế là họ hoàn toàn sai nhé, họ rất là sai luôn. Đấy. Thì cái phần mềm nó là một công cụ thôi, nó giúp chúng ta là hỗ trợ chúng ta trong quá trình mà chúng ta sẽ thầy có biểu. Chúng ta hiểu nôm na là thế là công cụ nhé. Giống như ngày xưa chúng ta viết bằng tay trên giấy, thì bây chúng ta dùng phần mềm, chúng ta gõ văn bản bằng phần mềm, bằng Word chẳng hạn. Thì cái phần mềm Word ấy, nó là công cụ giúp chúng ta là gõ văn bản nhanh hơn, dễ sửa hơn, và nó thuận tiện hơn khi chúng ta làm văn bản. Còn cái nội dung của văn bản đó, văn hay không hay là do chúng ta, chứ không phải là do phần mềm Word. Nếu chúng ta, các bạn nghĩ rằng là dùng phần mềm có thể tạo ra phần mềm là tạo ra cái biểu là tối ưu hơn là xếp tay, thì chúng ta nhầm lẫn, giống như là chúng ta nghĩ là dùng máy tính mà có văn bản là hay hơn là chúng ta viết tay bằng văn bản bằng viết tay đó. Cho nên là phần mềm nó chỉ là công cụ thôi, nó giúp chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta tư duy, chúng ta xếp thành có biểu đó. Rồi, thì đó là một số cái tôi vừa nói nhanh cái mô hình của bản thân có biểu để cho chúng ta hình dung được rất là rõ như vậy nhé. Đó. Thì bây giờ tôi em phần này tôi sẽ không nói nữa về nó cái phần mềm của chúng ta là nó hỗ trợ cả hai cái mô hình cũ và mô hình mới. Cho đến năm nay thì tất cả các lớp trừ lớp 9, lớp 12 và lớp 5 là vẫn dùng cũ thôi, còn tất cả chúng ta đều dùng cái mô hình mới hết. Thì trong cái mô hình mới này là như thế này này. Mô hình mới là như thế này nhé, nó nhanh là thì các bạn thấy không, nhưng mà đây là cái phân bổ thôi, không có gì cả.
Đây là phần bổ nhé, thì tôi bỏ qua cái này. Trong trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì lớp cấp 1, cấp 2 thì không có vấn đề gì cả. Không vấn đề gì, nó cái bài toán của nó là nó rất là chuẩn chỉnh, không có gì cả. Nhưng riêng cấp 3 nó hơi phức tạp một chút. Cấp 3 thì nó chia ra cái môn học bắt buộc và môn học tự chọn. Như vậy nó chỉ là khó hơn thôi. Tức là với mô hình cũ thì mỗi một lớp học thì có cái số môn học là cố định, giống hệt nhau. Nhưng với mô hình mới thì có thể lớp 10A số môn học nó khác, số lớp 10B nó số đó khác. Chúng ta sẽ vất vả hơn một chút khi nhập công chuyên môn thôi, còn bản chất không thay đổi. Được chưa? Như vậy với cái môn học lớp cấp 3 ấy, thì cái môn học mà tự chọn lựa chọn đấy nó hơi khác một chút. Đấy, như vậy học sinh sẽ phải ngoài 6 cái môn chính ra thì phải chọn là 4 cái môn lựa chọn, tự chọn trong số tổng số là 9 môn thì sao, hay như thế. Ngoài ra còn có 3 môn chuyên đề nữa. Thì cái 3 môn chuyên đề này được lựa chọn trong số là 14 cái môn chuyên đề. Chuyện hơi phức tạp một chút về mặt cái ngữ nghĩa đấy, không có gì là đặc, về mặt tên gọi thôi, không có gì là đặc biệt cả. Thì môn chuyên đề này thì có hai cách chúng ta thiết lập cái môn chuyên đề trong chương trình. Một là chúng ta đặt cứng tên là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 cho nó dễ. Nhưng mỗi một lớp có 3 môn thôi mà. À, có 3 cái môn chúng ta đặt cứng là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, và chúng ta ghi chú thêm lớp 10A. Chuyên đề 1 là cái gì? Chuyên đề 1 là chuyên đề lý, chuyên đề 2 là chuyên đề toán, chuyên đề 3 là chuyên đề sử. Ghi bên ngoài thì có biểu. Hoặc là cách thứ hai là chúng ta ghi rõ ra lớp 10A học 3 chuyên đề là chuyên đề lý, chuyên đề hóa, chuyên đề sử, lớp 10B là ghi rõ là chuyên đề toán, chuyên đề tin, chuyên đề sinh, ghi rõ ra như vậy. Thì chúng ta sẽ phải tạo thêm 14 cái môn chuyên đề nữa nằm trong sách môn học cũng không sao cả. Thì đó là bản chất không thay đổi, chúng ta chỉ khác nhau về cách chúng ta đặt tên các cái môn, tên môn học thôi, còn bản chất không thay đổi, được chưa? Đó. Thì trong chương trình của tôi chúng ta làm như sau, các thầy cô chú ý là chúng tôi đã lưu cho máy tính lưu một chỗ ẩn, lưu một chỗ mà chúng ta không sửa được là sách cái môn học cứng theo chương trình giáo dục phổ thông mới, và chúng ta được phép là sao chép cái chương trình này vào cái môn học hiện thời của chúng ta, sau đó chúng ta có thể tha hồ chúng ta xóa, chúng ta sửa, chúng ta vân vân hoặc bổ sung thêm. Nhưng có tính năng hay là có thể copy tự động được vào, chúng ta đỡ phải gõ bằng tay nhiều. Đó là một cái điểm mới ấy, của chương trình nhé. Rồi đây là cái phân phối, đây là phân phối tiết chuẩn mà theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhé. Thì các thầy cô thấy hơi nhé, đối với tiểu học này, trong một tuần là dạy maximum là lớp 1 là 26 tiết, lớp 2 là 26, lớp 3 29, lớp 3 4 30, lớp 5 là 30. Đối với cấp 2 nhé, lớp 6 là 29, lớp 7 29, lớp 8 29,5, lớp 9 29,5. Cái 29,5 là cái gì này? 29,5 này là cái chỗ lẻ này là do là chúng ta phải làm như sau này. Chúng ta sẽ phải phân bổ lại là như sau nhé. Ví dụ học kỳ 1 thì là 29, học kỳ 2 thì là 30. Đó là bằng cách làm hay làm nhất. Hoặc là học kỳ 1 là 30, học kỳ 2 là 29. Đấy. Thông thường như vậy. Hoặc chúng ta làm như sau. Một cái cách thứ hai nữa là chúng ta xếp đúng 29,5 thật là như sau. Chúng ta chia là cái tuần chẵn và tuần lẻ. Vì cái môn học đó nó có là 1,5 tiết chẳng hạn. Thì như vậy là có một tuần chẵn thì là học được phân công dạy 2 tiết, tuần lẻ là dạy 1 tiết cũng được. Thì chúng ta tạo ra hai cái file này có biểu. Một file thì có biểu là dùng cho cái tuần chẵn, và một file dùng cho tuần lẻ cũng được. Đó là tùy các bạn nhé. Nhưng mà các bạn thấy như vậy, tất cả theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhé. Lớp 10 là 29, lớp 11, 12, 3 lớp này đều là 29 tiết. Thì tất cả những cái thông tin chính thức của chương trình giáo dục phổ thông mới đều là phân công trong một buổi hết. Chuyên nhiều thầy cô nào, các thầy cô nào nói với tôi là chương trình giáo dục phổ thông mới là bắt học bắt nhà trường dạy 2 buổi là sai nhé. Cái chuyện chúng ta cho sinh dạy học 2 buổi là cái chuyện chúng ta sáng tạo thôi, chúng ta tùy hướng, chúng ta thêm bớt thôi, còn bản chất, cái gốc của cái chương trình giáo dục phổ thông mới chúng ta là dạy đúng một buổi thôi.
Đấy, một tuần chỉ học là 29, 29, 28, 27 thôi, là nằm trong gọn trong một buổi là 30 tiết mà. Đấy. Cho nên là không có chuyện là không không có chuyện là bộ là bắt tất cả các nhà trường phải học hai buổi đâu. Cái chuyện chúng ta mà linh hoạt, chúng ta mở rộng thêm ra buổi sáng là chính, buổi chiều là học thêm cái môn tự chọn, hoặc là buổi chiều chúng ta chuyển sang một số môn khác là môn thể dục và môn tin học chuyển sang buổi chiều. Đó là cái quyền của các nhà trường được quyền thay đổi linh hoạt thôi, nhưng bản chất cái phân công gốc của bộ là học một buổi. Đó, chúng ta chú ý nhé, cho đừng nhầm lẫn là trình mới là bắt tất cả các nhà trường là phải chia đều ra hai buổi, chuyện đó là không có nhé. Rồi, thế bây giờ tôi như vậy là xong cái phần sơ lược nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang luôn phần, tôi sẽ mô tả luôn sang gọi là cái phần mềm đấy nhé. Thì trước khi mà chúng ta vào mô tả cái phần mềm thì tôi xin nhắc thầy cô thêm một chút nữa, có một điều rất hay trong phần mềm của chúng tôi. Chúng ta vào cho trợ giúp này, và chúng ta vào cái tính năng là có cái chức năng là về thì có biểu đây này. Và chúng ta luôn xem được cái phiên bản hiện thời này được tạo ra vào ngày nào. Để ghi rõ nhé, phiên bản đầy đủ 4.0 này bin là 0408/2023. Như vậy đây sẽ là cái phiên bản tôi đang dùng này đã được tạo ra ngày 4/8/2023. Các cô chú ý nhé. Thì phần mềm của chúng tôi là vì do là chúng tôi vừa làm và vừa hiệu chỉnh tất cả những cái lỗi mà sau khi mà làm ấy, nếu mà cái nhà trường mà phát hiện ra lỗi, chúng tôi sẽ cho cái đội ngũ kỹ thuật viên sẽ chỉnh sửa luôn. Cho nên là chúng tôi là thường xuyên cập nhật lên trên trang web của chúng tôi, và các thầy cô có thể chúng ta vào xem và chúng ta sẽ tải về cái bản mới nhất. Đấy, thì thông thường khi mà có bản mới chúng tôi sẽ nhắc ở trên cái fanpage của chúng tôi. Còn các thầy cô có thể trực tiếp hỏi tôi, hoặc là hỏi cô Hương hoặc ai đó thì biết ngay rằng là cái phiên bản tôi đang dùng là bản cũ hay bản mới. Nói chung là cứ khoảng 2-3 tháng là cùng thôi là chúng tôi có một phiên bản mới cập nhật lên. Thông thường là do phát sinh từ là do nó yêu cầu của các giáo viên, yêu cầu thêm chức năng này, thêm chức năng kia, hoặc là cũng thể do một số các lỗi phát sinh nữa. Thì các thầy cô chú ý nhé, nếu chúng ta dùng mà một thời gian mà thấy nó hơi lâu, mà thấy có thể hơi chậm hay là quyển có lỗi gì đó, chúng ta hãy lên mạng và chúng ta tải về cái bản mới nhất. Đấy. Thì đây là cái thời gian chúng ta quan sát và biết được đây là phiên bản này là phiên bản nào nhé. Đó. Tôi thì biết hiện nay cái phiên bản của tôi đang dùng là phiên bản là 0408/2023 vẫn bản cũ rồi. Hiện nay cái bản mới nhất là cái bản hình như là ngày 15 thì phải, là bản mới nhất cơ. Mới hơi mới cái bản này cơ. Đấy. Nhưng mà thường xuyên cứ một tháng là phải vài ba lần phần mình đã được nâng cấp rồi, thì chúng ta thường xuyên lên mạng chúng ta tải về cái bản mới nhất nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thì cái chức năng hệ thống là cái tính năng mà nó làm việc để chúng ta tạo là cái việc liên quan đến tạo file, tạo tệp và mở tệp. Rồi cái chức năng là ghi tệp ra tên khác, hoặc là rất quan trọng là chúng ta ghi dữ liệu ra theo biểu ra Excel. Và đây có một vài cái tính năng khác nữa như là tính năng là thay đổi ngành tác dụng, đấy, thay đổi thiết lập cấu hình in, vân vân. Thì đó là cái tính năng là hệ thống, gồm cái tính năng là hệ thống liên quan đến phần mềm thầy có biểu. Thì mỗi một thầy có biểu ở của nhà trường chúng ta nó là một cái file. Cái file nó có đuôi là STKB. Ta chú ý nhé, cái file có đuôi là STKB. Như vậy là toàn bộ dữ liệu của thầy có biểu nằm trong một file thôi. Một file mà chúng ta dùng một file đó dùng mãi mãi, hết năm nay sang năm chúng ta chỉ việc đổi thông số của thầy có biểu thôi, còn chúng ta vẫn giữ nguyên cái file đó. Chứ các thầy cô chú ý là chúng ta luôn phải có một cái thư mục gốc để chúng ta lưu cái file thầy có biểu, nó rất quan trọng. Vì nếu mà chúng ta chẳng may bị virus, chẳng may bị ổ cứng hỏng, mà chúng ta là mất công xếp rất lâu rất nhiều rồi rất đúng rồi bây giờ là mất đi thì rất tiếc, phải làm lại từ đầu rất là mệt. Chúng ta cần phải lưu trữ ở nhiều nơi. Đó. Một cái điểm chú ý nữa nhé, khi các thầy cô mà mở cái thư mục mà chứa tiệp dữ liệu ra ấy, cho thầy cô xem cái thư mục
ví dụ thư mục mà chứa chứa tiệp dữ liệu, cho nên là tôi cho các thầy xem nhé. Đó, thì các thầy thấy là phần mềm có thể làm việc với nhiều tiệp STKB. Như vậy là phần mềm của chúng ta là được phép là có thể tạo ra nhiều file cùng một lúc, mở tại một thời điểm có thể mở một file nhưng có thể mở là nhiều file. Cho nên rất nhiều các thầy cô ở trong ở Việt Nam này có cái các thầy cô mà dùng thạo phần mềm ấy, các thầy cô đó có thể làm cái việc là xếp cho cái biểu thuê được. Như ở trường bạn này tôi làm rất thạo, nhưng trường của bạn này rất là yếu, tôi có thể bạn có thể nhờ tôi xếp hộ bạn cho bạn và tôi thu một khoản tiền nào đó, thì rất nhiều người đã làm cái việc nhiệm vụ là gọi là xếp thuê đấy. Đấy, thì như vậy thì phần mềm này có tính năng là như vậy, là tính năng là ngồi một chỗ thôi, có thể cùng một lúc ta làm việc với nhiều cái dữ liệu khác nhau. Đây là một dữ liệu nhé, đây là một dữ liệu khác, đây là một trường khác, đây là một trường khác. Một chú ý nữa nhé, các thầy cô thấy là bất cứ một cái tệp thì có biểu nào ấy, đều có một cái tệp khác có tên là SBAC. SBAC tức là cái gì đây? Thì cái tệp SBAC này là cái tệp phòng hờ, chúng ta chú ý nhé. Phòng hờ là cái tệp này, là nó chính là cái tệp này thôi, nhưng mà nó nằm ở cái bản, nó ở cái lần ghi trước đó. Thì nếu chẳng may chúng ta bị mất cái tệp chính như này thì chúng ta dùng cái bản SBAC này, chúng ta đổi tên thành STKB là xong. Nhưng cái bản này là bản phòng hờ rất là hay nhé, rất là hay luôn. Bao giờ cũng dùng đi luôn với tiệp chính, cũng có một cái tiệp phòng hờ ở bên cạnh, được chưa? Đó, thì đó là rất là một vài chú ý nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem một tiệp thôi để các bạn xem nhé. Đây tôi cho các bạn xem một cái tiệp của một cái trường Hà Nội thôi. Đây một cái trường này thôi, bọn tôi vừa làm việc xong. Trường Thăng Long đây nhé. Cho tôi có xem thôi. Khi chúng ta mở ra thì đây nó hiện ra đây tên của tiệp được nằm ở đây nè, đó. Và bây giờ chúng ta có thể mở ra xem. Đây thì cái thư mục dữ liệu này là cái thư mục mà chúng ta tập trung dùng để là nhập dữ liệu vào thì có biểu. Rất nhiều thông tin để nhập nhé. Nhập thông tin lớp này, nhập thông tin khối lớp này, nhập giáo viên rất quan trọng này, nhập môn học này, đó. Nhập các nhóm giáo viên này, nhập các yêu cầu ràng buộc của giáo viên vào nhóm giáo viên này, nhập các tính chất môn học này, đó. Rồi là nhập môn chuyên đề nếu có này, rồi là nhập các tổ hợp môn này, rồi thông tin của tổ hợp môn này, rồi là chọn lớp cho tổ hợp môn, đó. Rồi chúng ta có thể thêm là phòng học nữa, cái này thôi chúng ta bỏ qua nhé. Chúng ta nhập phương giảng dạy, đó. Thì đây phần mềm có hai cái lệnh. Cái lệnh này này là lệnh nhập phân công chuyên môn cho sáng riêng và chiều riêng. Đấy. Còn cái lệnh này này là nhập chung, sáng và chiều chung là một. Đấy, chúng ta chú ý. Nhưng nếu nhập chung ấy, khi nhập chung là một ấy, thì phần mềm ở bên trong nó cũng tách ra sáng riêng, chiều riêng. Trừ ra trường hợp như tôi nói lúc nãy đấy. Trừ ra trường hợp mà ở cái trường đó áp dụng hoàn toàn mô hình Tây. Mô hình Tây là mô hình gì? Là mô hình mà sáng chiều học chung lại với nhau thành một buổi. Một buổi như vậy là 10 tiết, hoặc là 8 tiết, hoặc là 12 tiết. Thì cái số lượng mà cái nhà trường mà dùng cái loại này chỉ có đếm đến đầu ngón tay thôi. Mà phần lớn các trường quốc tế áp dụng cái mô hình hoàn toàn ở bên Tây, nó mang sang Việt Nam. Rất ít trường Việt Nam áp dụng cái này nhé. Nhưng mà cũng đề phòng đấy. Thì cái mô hình là phân công giảng dạy hai bên này là cái bảng, là cái màn hình mà nhập phân công chuyên môn, không phân biệt sáng chiều, nhập chung vào làm một chỗ thôi. Đó. Còn cái bản này là cái lệnh mà nhập sáng riêng và chiều riêng. Đó, thì tôi nói sơ qua nhé. Đây là cái lệnh thư đơn dữ liệu. À, thêm một lệnh rất quan trọng là có cái lệnh là nhập số tiết chuẩn. Thật ra cái này không quan trọng lắm nhưng cũng mà thôi được. Chỗ này là chúng ta có thể nhập cái số tiết chuẩn cho các môn học trong trường chúng ta và nhập sáng riêng và chiều riêng. Còn lệnh này rất quan trọng, lệnh là thuộc tính trường học. Cái lệnh này này giúp chúng ta là thay đổi các thông tin của trường mình. Rất quan trọng, nó có cho trọng gì? Là một là thay đổi tên của nhà trường, cái này ít khi thay đổi đúng không? Hai là thay đổi niên khóa. Cái này rất quan trọng nhé. Năm nay là năm 2022/2023. Chúng ta vẫn dùng cái file đó, chúng ta đổi niên học thành 2023/2024, như vậy là vẫn là cái file đó nhưng mà chúng ta đổi niên khóa, đổi học kỳ, và như vậy sẽ dùng lại cái đó trong năm học sau, chúng ta không cần phải làm gì nữa. Đấy, chúng ta nhìn cái lệnh này rất quan trọng nhé. Đó, thì thư đơn dữ liệu này là thư đơn mà nó là như vậy, nó là thư đơn mà nó
chứa tất cả những lệnh liên quan đến nhập dữ liệu đồ vào cho thừa công biểu. Rồi, chúng ta rất quan trọng những cái phần này là tôi sẽ muốn nói kỹ hơn, nhưng mà đây là một trong những cái phần nhập tất cả các dữ liệu đồ vào của cái phần mềm thừa công biểu, của bảo toàn thừa công biểu, mà chúng ta chú ý là nhập cẩn thận từng lệnh một, nên rất quan trọng. Tiếp theo là chúng là cái thực đơn lệnh chính, thì đây là các cái thực đơn mà chứa một số những cái lệnh mà theo chúng tôi là lệnh khóa, lệnh rất là cơ bản, cùng như sau nhé. Một là cái lệnh là xếp trước môn học, đây là một lệnh rất quan trọng, lát nữa tôi sẽ nói. Đây những lệnh dùng để xếp trước chào cờ, xếp trước môn sinh hoạt là môn chủ nhiệm, xếp trước tiết không học, là những lệnh mà tôi gọi chung là lệnh này, mà tôi gọi chung là gì, là các lệnh là dùng để chuẩn bị xếp thầy có biểu đấy. Lệnh thứ hai quan trọng là lệnh thứ hai là lệnh là xếp rộng 100%. Đó, lệnh này là cái lệnh mà nếu mà chúng ta mà xếp trước mà đúng ý, chuẩn ý, thì sang lệnh này này chỉ bấm một nút thôi là xếp được 100% thầy có biểu. Tức là trừ ra một số trường hợp nó quá khó thì phần mềm thì chịu chết, còn đa số 99,99% là thành công, là nhập được 100%. Như trong cái lệnh này thì hai lệnh này là cái quan trọng nhất nhé, lệnh xếp trước môn học và lệnh này nhé. Còn chỗ này chúng ta bỏ qua, cái này đây phần khó hơn nhé, phần này chúng ta cũng bỏ qua đấy. Thì ở đây có một số cái lệnh là dùng để tinh chỉnh cái bản phương công giảng dạy, tinh chỉnh cái bản phương dạy 2B. Hay này là dùng để là công cụ bổ sung thêm, còn thực tế chúng ta ít dùng lắm, vì chúng ta hầu hết là chúng ta quay lại cái dữ liệu này mà chúng ta nhập lại vào ở đây cũng đó. Còn lệnh này cũng thể dùng nhưng mà ít nhé. Ngoài ra lệnh xóa, lệnh này rất quan trọng này, đây là cái lệnh là dùng để xóa toàn bộ cái dữ liệu thừa công biểu đi và xếp lại từ đầu. Xóa đây là chỉ xóa dữ liệu thừa công biểu thôi, chứ không xóa cái phần đầu vào nhé. Xóa cái, đây là xóa phần đầu ra thôi, không xóa lớp học, không xóa môn học, không xóa giáo viên, không xóa bảng không chuyên môn. Đây chỉ là xóa cái thời khóa biểu đầu ra thôi nha, chúng ta chú ý. Ví dụ năm nay này, sau chúng ta dùng file đó, chúng ta chuyển sang năm sau, chúng ta xóa cái biểu hết đi, xóa hết đi, chúng ta sẽ nhập lại phòng chuyên môn và chúng ta sẽ xếp lại, chúng ta phải xóa những biểu lại nhé. Ở trong cái lệnh chính này cũng lệnh rất quan trọng nhé, chúng ta chú ý nhé, là cái lệnh là kiểm tra logic dữ liệu. Ở đây là cái lệnh rất quan trọng. Đây là cái lệnh mà nó giúp nó tự động nó tìm những cái lỗi logic là gì, là cái lỗi mà nó phát hiện ra trong dữ liệu thì có biểu nó có mâu thuẫn, và nó tự động nó giải quyết, tự động nó xử lý các mâu thuẫn đó. Thì đây là cái lệnh rất quan trọng. Nếu chúng ta một cái dữ liệu nhà trường mà có dữ liệu mà có lỗi logic ý, thì không thể xếp được nữa. Đó, cho nên là đây là lệnh rất quan trọng nhất. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta phải vào đây chúng ta kiểm tra xem là còn lỗi logic hay không, rất quan trọng lệnh này này. Đó, và chú ý nhé. Đều đó là lệnh chính nhé, lệnh chính. Xong là cái công cụ thực đơn thứ ba là thực đơn khung nhìn. Đây là thực đơn rất quan trọng luôn. Đây là thực đơn nó giúp chúng ta là tinh chỉnh, quan sát tinh chỉnh dữ liệu thừa công biểu nhé. Thì trong cái này thì theo tôi là đây cũng chỉ được bốn lệnh này là quan trọng này. Một là main loop này, hai là show on này, ba là bro teacher này, và bốn là main loop 2B. Thì bốn lệnh này là theo tôi là quan trọng nhất. Lệnh main loop là lệnh cho phép quan sát và tinh chỉnh thì có biểu như sau. Quan sát cùng một lúc là một lớp và một giáo viên, ở trên là lớp, dưới là viên nhé, và phân biệt sáng riêng và chiều riêng. Đó, sáng riêng và chiều riêng đó, chú ý nhé. Đó, thì đây là cái nếu đây là đơn đơn là buổi sáng nhé, thì đây là lớp 12A1 là buổi sáng, còn đây là giáo viên là Lê Trung Tín là buổi sáng, còn đây là giáo viên đó vào buổi chiều đó. Giáo viên chúng ta nhìn lúc cả hai buổi luôn. Còn nếu đây là buổi chiều nhé, thì đây là cái lớp học mà 10 QT1 buổi chiều, đây là giáo viên Lê Trung Tín buổi chiều, còn đây là buổi sáng của người đó. Thì đây là cái màn hình main loop này, là cái màn hình main loop này là cái màn hình quan trọng nhất, cái màn hình mà hay dùng nhất, dùng để tinh chỉnh thì có biểu.
Hình nôm na đây là công cụ giúp chúng ta là gì, chúng ta xếp và tinh chỉnh là chúng ta làm việc có thể có biểu đấy. Thì cái này, cái công cụ này là theo tôi là quan trọng nhất luôn. Giáo viên chúng ta mà cần phải vào đây thao tác thật nhiều chúng ta mới quen được. Có rất nhiều loại luôn, có rất nhiều loại ở đây nhé. Đó, đây chúng ta bấm chuột phải, có rất nhiều loại luôn. Kích đúc chuột, rất nhiều loại luôn. Ở đây cũng vậy, chuột phải, rất nhiều loại. Kích đúc, rất nhiều loại. Trên đây là một trong những cái chức năng mà là, theo chúng tôi là quan trọng nhất cho cái việc là tinh chỉnh cái việc. Nếu một giáo viên nào mà chúng ta chưa thạo cái giao diện này này, chứng tỏ người đó vẫn chưa thạo phần mềm. Đó, chúng ta chú ý nhé. Phải chịu khó một chút, phải chịu khó thì mới được, thì chúng ta mới có thể mà ta mới quen được với phần mềm. Đó là cái màn hình thứ nhất nhé. Rồi ta đóng lại. Màn hình thứ hai là đây, ta vào khung nhìn. Màn hình thứ hai là show on, là chúng ta quan sát được toàn trường theo các lớp. Rồi, các lớp đây nhé, lớp 12A, 12B này, chúng ta có thể chạy theo chiều ngang các lớp, để toàn trường theo các lớp và theo từng buổi một, sáng riêng và chiều riêng. Đó, thấy không nào? Và theo chiều dọc là từ thứ hai thứ bảy đây. Đó, thứ hai thứ bảy nhé. Tôi nói thêm một chút nữa là hiện nay là phần mềm của chúng ta đã, chúng tôi đã hỗ trợ cả chủ nhật nữa nhé. Nếu mà trường nào mà dạy cả chủ nhật nữa thì vẫn còn lành nhé. Trường thì muốn dạy chủ nhật chúng ta sẽ phải có một tính năng là hiện cả chủ nhật, còn mặc định là nó ẩn đi, chỉ hiện thứ bảy thôi nhé. Thì được phần nói thêm thôi. Còn đa số các trường Việt Nam là học là hết thứ bảy là nghỉ thôi. Và chương trình của bộ cũng cho phép chúng ta là dạy maximum, là phân công maximum là 30 tiết thôi mà. 30 tiết tức là 6 ngày thôi. Thứ hai, thứ bảy, mỗi ngày là 5 tiết, 5, 6 là 30 tiết. Như vậy là theo cái phân bổ chương trình chính của bộ thì các nhà trường mặc định sẽ là mỗi lớp học là một buổi trọn vẹn từ thứ hai, thứ bảy, chủ nhật là nghỉ. Nhưng nếu mà trường chúng ta mà muốn dạy chủ nhật thì cũng được. Phần mềm cho phép là xếp theo biểu cả chủ nhật nữa nhé. Rồi. Thì đây là giao diện rất quan trọng, nó cho phép chúng ta là quan sát tinh chỉnh ở quy mô là toàn trường luôn, nhìn tổng thời tất cả các lớp. Đấy, có cái hay của nó, có cái hay riêng của nó. Đấy. Tuy nó không nhìn nó không rõ ràng, nhưng trong cái màn hình main loop thì nó rõ hơn. Ở đây thì là nhìn nó không rõ lắm, nhưng mà cũng được nhé. Đó. Rồi, thế bây giờ sang cái màn hình thứ ba là màn hình này. Đây là màn hình là gọi là Bro Teacher, là màn hình là quan sát toàn trường theo giáo viên. Đó. Đây chúng ta quan sát ở trên chiều ngang, đây là từ thứ hai đến thứ bảy. Còn theo chiều dọc là các giáo viên đây. Đó, giáo viên đây. Chúng ta có thể phóng to, có thể phóng to, thu nhỏ. Đây, phóng to cho dễ nhìn nhé. Đó. Hoặc là thu nhỏ tùy chúng ta. Đấy. Thấy không nào? Đấy, mà nhìn rất rõ nhé. Và đây cũng là chúng ta hoàn toàn, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể là thao tác tinh chỉnh cái biểu trên này. Đây bấm chuột phải nhé. Cái đúp chuột này, đó. Hoàn toàn là bình thường. Và đây những cái lệnh của nó. Rất quan trọng. Được không nào? Đây là cái giao diện của cái giao diện gọi là Bold Teacher. Còn giao diện cuối cùng nữa là giao diện là Minloop 2B. Cái này nó chỉ dùng cho các nhà trường mà học hai buổi là một. Thì ít trường, rất ít trường hỗ trợ. Trường này không có đâu. Bấm lên nó báo lỗi ngay. Nó báo là không hỗ trợ này đó. Muốn hỗ trợ được gì là cái số lớp sáng phải bằng số lớp buổi chiều và giống hệt nhau. À, chúng ta chú ý nhé. Đó thì là cái thư mục khung nhìn rất quan trọng. Cái thư mục cuối cùng là công cụ, thì đây thực thụ này nó chứa một số những cái thông tin theo tôi là quan trọng như sau. Ở đây nó có một số đây nhé. Theo tôi thật là nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà chúng ta theo tôi nhé. Ở đây nó có quan trọng là gì? Là một là nó có cái tính năng là ghi phương án. Đây. À, như sau này, vì tôi nói rồi là vì cái thầy có biểu của chúng ta là cái đầu ra của nó có đều nó có nhiều đầu ra, nó không phải là duy nhất, đúng không nào? Ví dụ nhé, tôi xét một thầy biểu rất ưng ý rồi, nhưng mà chỉ ưng với một số người thôi, còn một số ông A, ông B, ông C là vẫn thấy xấu, mà tôi không thể sửa được. Bây giờ tôi có thể lưu phương án này lại để lúc khác lại mở ra tôi dùng lại được không? Được thì tôi ghi lại. Thì như vậy là đi em này, phần mềm cho phép lưu 5 phương án khác ngoài phương án chúng ta đang hiện thời trong thẻ có biểu. Được chưa? Thì khi chúng ta ghi lại như là trong máy tính là có thể lưu là 6 phương án trước thẻ có biểu. Một phương án hiện thời,
là phương án chúng ta đang dùng, mà chúng ta còn lưu ra 5 vị trí khác đặt tên là phương án 1, phương án 2, phương án 3, phương án 4, phương án 5. Và bên cạnh kia lệnh ghi thì có cái lệnh là khôi phục phương án. Đây, chúng ta khôi phục từ phương án 1, phương án 2, phương án 3, phương án 5. Chúng ta sẽ copy ngược trở lại từ một phương án đã lưu ra về phương án hiện thời dùng lại. Cái này là rất nhiều nhà trường dùng nhé. Rất nhiều nhà trường vì cái bài báo cáo biểu nó rất phức tạp mà không thể nào mà hoàn bích toàn bích được cả, không thể nào mà tất cả giáo viên đều thấy ưng ý. Bao giờ cũng có một số giáo viên là thấy là xấu và một số còn lại là thấy tốt rồi, thì chúng ta có thể là lưu lại một phương án và chúng ta chỉnh sửa để dùng một thời gian, sau chúng ta lại cất đi, chúng ta lại lưu lại mở lại phương án cũ để dùng. Đó, hoàn toàn là cái này là hoàn toàn bình thường nhé. Đó. Còn đây là lệnh xóa phương án. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đó. Còn tiếp theo nữa, lệnh mở đây có một lệnh rất quan trọng nữa, lệnh như sau, là cái lệnh là đổi phân công chuyên môn. Đây là lệnh nó là tiện ích phân công chuyên môn. Đây là một lệnh rất quan trọng, lát nữa tôi sẽ nói về phần này. Là cái lệnh mà trong khi mà chúng ta đang học bình thường ở trên lớp này, bỗng nhiên có một cô giáo bị ốm nghỉ một tuần, hay là bỗng nhiên có một cô giáo là chuyển đi, hay là bỗng nhiên có một giáo viên khác là chuyển về, cần xếp thêm vào thay cho một số người khác. Đó, thì lệnh này là lệnh quan trọng. Chúng ta dùng lệnh này mà chúng ta sẽ không cần thiết phải xếp lại từ đầu. Đấy, gọi chúng tôi gọi là tinh chỉnh thôi, hay là các tiện ích không giảng dạy thôi nhé. Đây là như vậy, ở trong đây chỉ có cái phần này là quan trọng thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả lại, chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây chúng ta cùng nhau thì đầu tiên tôi mô tả cái việc vào dữ liệu này, chúng ta sẽ nhập lớp này và nhập giáo viên. Đây, nhập lớp đây nhé. Chúng ta nhập các lớp, thì chúng ta khi nhập vào lớp ấy, chúng ta chỉ việc là bấm nút thêm mà chúng ta gõ vào đây thôi. Chúng ta gõ vào đây nhé, bấm nút thêm và nó sẽ bảo cho tôi gõ luôn. Và khi mà chọn một lớp mà chúng ta chú ý là nó có 3 lựa chọn nhé, hoặc là học chỉ học sáng là bấm vào lúc này, hoặc là chỉ buổi chiều, hoặc là học cả ngày. Chú ý nhé, có 3 loại như vậy. Mỗi một lớp học ở đây này, khi chúng ta lựa chọn cái này ra thì phần mềm nó sẽ tự nó đưa vào 2 danh sách. Trong máy tính luôn lưu 2 danh sách là các lớp sáng và các lớp chiều riêng biệt nhau nhé. Lớp sáng đây là cái lớp mà chúng ta sẽ phải nhập riêng lớp sáng và nhập công chuyên môn riêng lớp sáng và xếp thì có biểu riêng cho buổi sáng. Còn bên này là buổi chiều. Đấy. Với trường này nhé. Với trường này thì là toàn bộ 12 là học buổi sáng hết này. 11 là từ lớp 11D0, 11 QT là học buổi chiều này. Còn là học buổi sáng này, còn buổi chiều là 11 QT1, 11 QT2 mà toàn bộ khối 10 là học buổi chiều. 11A1 đến 11A7 là học buổi chiều. Đấy, thấy không? Vậy là ở cái lớp này này, ở trường này này, trường Thăng Long Hà Nội này, là cái trường mà lớp sáng lớp chiều là nó riêng nhau, không chung nhau một tí nào cả. Nhưng mỗi lớp như vậy chỉ là hoặc là sáng hoặc là chiều thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Cái này lại là rất đơn giản. Như vậy nếu mà trường chúng ta mà cả hai cái lớp này là nó trùng nhau thì nó học lớp đó học cả sáng cả chiều. Thông thường hiện nay các nhà trường chúng ta hầu hết là như sau nhé. Hầu hết các nhà trường của chúng ta là các lớp học thông thường nhé, học sáng là chính và học chiều là học phụ. Là sáng cái môn chính thì buổi chiều học thêm cái môn phụ đạo khác, hoặc chúng ta chuyển một số cái môn học mà ví dụ là môn thể dục, môn tin học sang học buổi chiều, ví dụ như vậy nhé. Ấy thì làm là chúng ta vẫn thì chúng ta tạo lớp đó, trường đó là học cả sáng cả chiều luôn. Đây là cái lớp học nhé. Đây là cái giao diện tiếp theo, giao diện là giáo viên. Chúng ta sẽ phải nhập giáo viên đây chúng ta nhé. Thì mỗi giáo viên chúng ta nhập, chú ý là nhập là tên đầy đủ và mã là riêng nhé. Đó, như Lê Trung Tin nhé, thì đặt với là Tin T, ông này là Tin Toán. Hoàng Văn Phú, đây là Phú T, đây là Phú Toán nhé. Nhưng mà chúng ta ghi đằng sau, chúng ta ghi cái mã của nó là ghi gì đây. Đây trường này nhầm rất là chuẩn rồi đấy, chúng ta thấy không? Như vậy là mỗi một trường chúng ta là tên giáo viên có thể trùng nhau, nhưng mà mã là không trùng nhau, rất quan trọng. Đó. Còn cái nhập thông tin thêm như là nam, nữ, ngày sinh thật là không quan trọng lắm. Cái này cái thông tin lấy địa chỉ, điện thoại, email cũng rất là hay quan trọng, nhưng mà nó không phải quan trọng chi quốc đối với phần có biểu.
đối với thời khóa biểu chúng ta cần nhất là gì, chọn gì là nó là gì, nó là tên đầy đủ giáo viên và tên và mã giáo viên. Để khi in ra đấy thì chúng ta có hai cái in, một là in ra theo mã, hay in ra theo tên nhé. Đây là một cái trường mà tôi thấy họ nhập giáo viên rất là chuẩn đấy, rất là chuẩn luôn nhé. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đấy, chúng ta nhập rất đơn giản, chúng ta gõ tên, chúng ta bấm nút thêm vào thôi, cập nhật thôi là được. Nhưng mà chúng ta dùng để sửa, có thể là xóa, sắp xếp theo ABC thôi nhé. Đó. Rồi, đó là giáo viên. Tiếp theo là cái lệnh là nhóm giáo viên. Đó. Cái lệnh này là lệnh cũng khá quan trọng luôn. Đây nhé. Để nhóm đây, chúng ta sẽ tập cái nhóm đây. Đấy. Thì mỗi một nhóm như vậy là đây là các giáo viên trong đó, các tổ nhóm giáo viên đây. Chúng ta bấm chọn nút này là cho đưa sang đây và nút này chúng ta sẽ đưa về. Các nhóm này có thể là trùng nhau nhé. Đó, trùng nhau, có thể trùng nhau. Khi nhận chế độ nhóm toán chẳng hạn, đây là các giáo viên toán đây. Còn đây là cái môn mà họ dạy. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì bấm vào đây là như vậy, hai cái môn sinh hoạt và môn toán là cái môn cho cái tổ toán để dạy. Rất quan trọng nhé, cái này rất quan trọng này. Đó. Vì sao? Thì tôi sẽ nói là vì sao là quan trọng nhé. Đây là môn lý này. Như vậy đây là giao diện là nhập cái nhóm tổ giáo viên. Lệnh này là rất quan trọng nhé. Vì sao? Thì tôi nói luôn hai ý vì sao quan trọng. Ý thứ nhất nhé, là chúng ta sau này chúng ta sẽ được phép là nhập cái ràng buộc cho từng tổ nhóm giáo viên. Ví dụ tôi đặt là gì, toàn bộ tổ giáo viên tin là họp vào tiết mục ngày thứ ba và nghỉ ngày thứ bảy. Như vậy là đặt một lần thôi cho tất cả giáo viên môn tin, nhanh hẳn là dùng cho đặt cho từng giáo viên rất là chậm. Đây là lệnh rất là hay. Và chỗ này nữa là chúng ta rất hay là đặt cái chỗ này thì nó sẽ cho phép là gì, là chúng ta sẽ nhập công chuyên môn rất là nhanh. Đó là cái ý nhé, để nhóm giáo viên nhé. Tiếp theo là chúng ta nhập môn học. Đây lệnh rất quan trọng nhé, nhập môn học này. Đó thì mỗi một môn nó sẽ có gì, nó sẽ có là cái mã môn và tên môn. Thì cái mã môn này là bắt buộc là phải khác nhau, là phải không được trùng nhau nhé. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Thì với cái môn học này thì chúng ta đưa ra một cái quy định mà để cho dễ hiểu thôi, để cho thần túy là gì, là thông thường là cái mã môn là nên đặt ký hiệu là ngắn thôi, để viết trên hình nó bé lại để cho ra dễ quan sát, và thông thường là nên viết hoa. Ở đây là trường này là họ đặt cái tên này là viết là tiếng Anh, không hoa cũng không sao cả, nhưng mà nên là viết hoa thì hơn nhé. Đó. Ngoài ra thì có thông tin là cái màu mặc định, là cái màu này, rồi là cái nhóm môn này. Đấy. Nhóm môn đó là môn đây này, nhóm môn đó là môn gì, đó là môn bắt buộc, hay là môn khoa học xã hội, hay là môn khoa học tự nhiên, hay là môn công nghệ và mỹ thuật, môn chuyên đề, hay là môn tự chọn. Đó, nhóm môn nhé. Đấy. Hay là môn tổng hợp. Đấy. Rồi thì tất cả cái thông tin này là rất quan trọng. Ngoài ra còn có thêm một thứ rất quan trọng sau đây này, là thông tin là số phòng học của môn học. Đó, cái môn cái thông tin này là rất quan trọng nhé, cái thông tin này. Để tôi lấy ví dụ là môn tin nhé, tôi cho thầy cô xem là môn tin nhé. Thế này. Thì ở đây họ ghi là số phòng môn học của tin là 3. Thì cái này là cái gì đây? Đây là một cái thông số mà rất quan trọng, nó là một cái ràng buộc cứng của phần mềm nhé. Giờ này là cái gì đây? Giờ này là như sau này. Khi xếp tự động hay xếp bằng tay cũng vậy thôi, thì tại một tiết học, tại một cái thời điểm của trong ngày ấy, thì phần mềm sẽ chỉ xếp maximum là từng ngày tiết thôi. Khi xếp là 3, đặt đây là 3, thì phần mềm sẽ chỉ xếp là gì, tại thời điểm maximum là có 3 lớp học tin học thôi, không vượt quá 3 lớp. Mặc dù là toàn trường chúng ta là có hơn 20 lớp hay là 30 lớp nữa, thì tại thời điểm chỉ có là 3 tiết tin thôi nhá. Cái này ý nghĩa là rất hay. Cái này là vì sao này? Cái chỗ này là vì là bảo đảm là gì? Tôi lấy ví dụ nhé. Trường chúng ta chỉ có 3 phòng học tin thôi. 3 phòng tin học thôi. Thì nếu chúng ta để ở đây, để đây là 5 chẳng hạn, thì có thể phần mềm sẽ tại một thời điểm nào đó, tại một tiết nào đó sẽ xếp là 5 lớp cùng một lúc là học tin học.
Nhưng mà nhà trường chúng ta chỉ có 3 phòng tin thôi. Thì nếu cả 5 lớp này đều muốn xuống phòng tin thực hành thì máy thì không thể xuống phòng tin được. Đó, cho nên đây là một cái thông tin rất quan trọng luôn. Cho nên là thứ rất quan trọng nhé, là số học của môn học. Chúng ta đặt cho nó thật chính xác cái số học của môn học. Bình thường nó sẽ là 150 là chúng ta là máy tính là vô tư. Thông thường cái số học của môn để rất lớn này thì phần mềm sẽ xếp thoải mái. Là ví dụ trường chúng ta là có 10 giáo viên tin, có thể xếp là cùng lúc là 10 là 10 tiết cùng một lúc. Đấy, cái này áp dụng cho cả các bài tập môn học nhé. Ý nghĩa của này là như vậy, chúng ta chú ý dùng cái này để chúng ta có thể hạn chế lại thì số tiết học mà cùng lúc trong nhà trường rất quan trọng. Ví dụ nữa là thực tế là hay là dùng này. Ví dụ như là môn, tôi lấy ví dụ môn văn nhé. Môn văn thường là giáo viên là nữ, tôi lấy ví dụ như vậy nhé, là nữ. Trường chúng ta có là 7 giáo viên văn. Ví dụ như vậy nhé. Như vậy là để mặc định ý, thì phần mềm có thể xếp cùng lúc, có thể về bài lý thuyết ấy là tại một thời điểm là cả 5 giáo viên văn này cùng dạy học cùng một lúc. Đấy. Nhưng mà trường chúng ta biết năm nay giáo viên chúng ta là giáo viên nữ là rất là yếu, nhiều cô là bụng chửa chẳng hạn hay ốm. Thế thì nếu mà cả 7 cô cùng dạy một lúc ấy thì một cô ốm không ai dạy thay được. Đó, thì đây là cái điều. Thì chúng ta sẽ xếp môn văn lại, chúng ta đặt lại đây là chỉ 5 thôi. Thì như vậy là bảo đảm gì? Bảo đảm là cùng thời điểm bao giờ cũng chỉ maximum là 5 lớp học thôi. Cho nên luôn luôn có 2 cô giáo là đang rỗi. Và cho nên là nếu mà chẳng may một cô mà bị ốm, cô khác có thể vào dạy thay được luôn. Thì đây là một thông tin rất quan trọng nhé. Thông tin là số bộ học của môn học rất quan trọng. Cho nên này, đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái lệnh tiếp theo là cái lệnh là nhập cái tính chất môn học. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta rất cần phải nhập, mà chỉ nhập một lần thôi, không cần nhập nhiều lần. Thì đây là cái lệnh mà nó nhập mà các cái ràng buộc sư phạm của môn học. Thì phần mềm sẽ tuân thủ theo cái sẽ tuân thủ tối đa cái ràng buộc này, và phần mềm sẽ xếp tự động theo cái ràng buộc này. Ngay cả khi xếp tay nữa, khi xếp tay thì phần mềm sẽ cảnh cáo nếu mà chúng ta mà đặt tiết học bằng tay mà không đúng theo cái ràng buộc này, phần mềm cũng thông báo luôn nhé. Thì đây nó là cái ràng buộc sư phạm môn học chứ nó không phải là ràng buộc cứng, cho nên là về mặt lý thuyết là chúng ta có thể phá vỡ được. Thì có rất nhiều cái ràng buộc khác nhau nhé, nhưng mà thực tế thì dùng ít lắm. Thực tế dùng là gì? Ở đây mặc định của chúng ta là nó tổng số nó có là 17 cái thuộc tính môn học cơ. Nhưng mà chúng ta dùng thực tế dùng có một vài cái thôi. Một là có một cặp rất xếp liền. Thì đây là cái lệnh mà cái ràng buộc một này nó thông thường chỉ áp dụng cho môn văn và môn toán thôi. Chúng ta chọn văn và toán đây, chúng ta chọn là toàn trường ở đây được nhé. Đấy, bấm lên toàn trường được đó. Được chưa? Đấy. Tiếp theo là một cái ràng buộc nữa là chỉ học một tiết một buổi, một ngày thật là một buổi đấy. Thì hầu hết tất cả các môn học của chúng ta đều chọn cái chọn tính năng này, chọn tính năng là cái học một buổi là chỉ đặt dựa học một tiết thôi. Đấy. Ví dụ đây là cái môn là công nghệ, môn tin, môn lịch sử, môn địa lý, môn vật lý, môn hóa, môn sinh, đa số các môn học là như thế này. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Ngoài ra có thể có cái môn nữa là cái không học tiết năm. Không học tiết năm đây không có. Không tiết năm là ví dụ như là mùa hè chẳng hạn. Mùa hè cái môn mùa hè mà cái rất nóng, một cái môn thể dục ấy mà ra bên ngoài thì nó rất là khó, chúng ta học đặt cái này. Thì đây là cái ràng buộc môn học nhé. Làm một lần thôi mà không còn làm lại nữa. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo là chúng ta nhập yêu cầu của giáo viên. Thì có hai lệnh. Đây, lệnh thứ nhất là nhập nhóm giáo viên. Và lệnh thứ hai là nhập yêu cầu của từng giáo viên một. Thế tôi nhập đây này, lệnh này nhé, là yêu cầu nhóm giáo viên này. Thì lệnh này chúng ta sẽ được phép là nhập theo từng nhóm, nhóm toán này, nhóm lý này, nhóm tin, nhóm vân vân công nghệ nhé. Thì đây chúng ta sẽ nhập các thông tin rất ít thôi, là số dạy từ buổi sáng dạy từ tiết mấy đến tiết mấy này, à, hay là buổi chiều từ tiết mấy đến tiết mấy này, hoặc là chúng ta đặt chính xác vào đây. Ví dụ như là công nghệ chẳng hạn, ví dụ như là họp vào tiết mục tháng 4, chúng ta bấm lên cái nút vào đây này và chọn là họp. Đó. Thì như vậy lệnh này là sẽ đặt họp cho cái giáo viên cái môn công nghệ. Thì đấy là nghỉ họp.
chúng ta chú ý là tại các ô của thời khóa biểu của giáo viên thì chúng ta được phép đặt các ràng buộc sau: ràng buộc là hạn chế, ràng buộc là nghỉ, ràng buộc là họp, ràng buộc là bận. Đó, đáng chú ý nhé. Thì trong ràng buộc này nhé, thì ràng buộc hạn chế đây, hạn chế đây, hay là ràng buộc là nghỉ, ràng buộc là bận, thì ba cái ràng buộc này, ràng buộc là một gọi là ràng buộc mềm, là phần mềm được phép là phá vỡ, mặc dù bên đó yêu cầu là nghỉ, tôi vẫn có thể xếp đè lên được một tôi gọi là ràng buộc mềm. Ràng buộc mềm thì như sau này: ràng buộc mềm thì khi nào thì máy tính nó tuân thủ, khi nào nó bỏ thì chúng ta sẽ là tìm hiểu sau. Nhưng mà ý này, khi mà xếp tự động ấy thì ở cái pha đầu tiên ấy, cái pha đầu thì phần mềm sẽ tuân thủ mọi ràng buộc mềm của giáo viên. Sang đến pha thứ hai, phần mềm sẽ loại bỏ, không áp dụng cái loại bỏ các cái ràng buộc mềm này đi. Nhưng mà riêng họp là riêng họp là riêng cái họp thì là ràng buộc cứng. Cho nên với họp thì là phần mềm sẽ luôn tuân thủ cái ràng buộc họp này. Chúng ta chú ý nhé. Thì tôi phải hủy đi, đó, chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà đây là cái ràng buộc của nhóm giáo viên. Còn chúng ta có thể vào một ràng buộc nữa rất quan trọng, là ràng buộc cho từng giáo viên một. Đó. Thì ở đây này, chúng ta được phép là gán cái ràng buộc cho từng giáo viên một. Đây, cho từng giáo viên một nhé, từng giáo viên một. Đó. Ở đây có rất nhiều tham số, nhưng các thầy có tìm hiểu không? Đây là yêu cầu chung này: số tiết dạy lý thuyết trong một buổi là bao nhiêu tiết? Đấy, chúng ta bấm đây. Vừa tôi chọn là 3 tiết thôi. Nhưng mà giáo viên này chỉ yêu cầu của giáo viên này là dạy một buổi chỉ 3 tiết là cùng thôi. Đây là thời gian trường dạy lớn nhất trong một buổi, trong một tuần là bao nhiêu? Đấy, có thể đặt là 1 chuyến 3. Đấy. Đặt không rất là khó luôn. Đặt buộc không rất là khó, đặt 1 là hợp lý nhé. Đó. Số môn học tối đa trong một buổi là bao nhiêu tiết? Cái ràng buộc này dành cho cấp 2 thôi. Cấp 3 thì không có. Đấy. Cấp 2 là giáo viên có dạy nhiều môn. Thì cái việc này là tránh gì, tôi đặt trên chế độ là dạy 2 môn thôi, maximum là 2 môn thôi. Để gì? Để giáo viên là trong một buổi đó là không dùng quá nhiều giáo án. Nếu tôi để mặc định ý, thì có thể giáo viên dạy là tiết 1 dạy môn này, tiết 2 dạy môn khác, tiết 3 dạy môn khác nữa. Thì như vậy nó dẫn đến cái chuyện là giáo viên đó phải chuẩn bị quá nhiều giáo án trong một buổi thì rất là khó. Đây là cái ràng buộc là không dạy liên tục qua buổi trưa. Tức là nếu mà đặt cái bộ này thì nếu mà dạy tiết 5 buổi sáng thì nghỉ tiết 1 buổi chiều, hoặc là dạy tiết 1 buổi chiều thì nghỉ tiết 5 buổi sáng, được chưa? Còn đây là các cái ràng buộc chi tiết: số buổi nghỉ trong tuần, số buổi nghỉ trong một tuần, hay là chỉ dạy vào các ngày, có thể ghi rõ là dạy ngày nào, nghỉ ngày nào ở đây. Hoặc đây là ghi cụ thể hơn nữa là chế độ là họp, bận, nghỉ, hạn chế trên từng vị trí một. Đó. Và vẫn như vậy nhé, cái chức năng cái ràng buộc họp là ràng buộc cứng, còn ràng buộc là hạn chế, nghỉ và bận là ràng buộc mềm. Chúng ta chú ý nhé. Ở trên này họ khôn lắm, đặt như này là họ muốn là đặt cái ràng buộc cứng đấy, ràng buộc cứng cho cái giáo viên này. Cái trường này là trường họ đặt làm hơi nhiều quá, là hơi bị khó xếp đấy. Chúng ta chú ý là khi nhập cái yêu cầu giáo viên này, tôi nói rất nhiều lần là chúng ta không nên nhập nhiều quá nhé, nhập càng ít càng tốt. Sau này chúng ta sẽ tinh chỉnh sau. Chúng ta nhập càng nhiều ấy, nhập càng nhiều thì phần mềm nó càng phá vỡ nhiều hơn và thời biểu của giáo viên nó càng xấu đi. Chúng ta nên tránh chuyện này, tránh nhập nhiều nhập ít thôi, nhập một vài trường hợp mà rất quan trọng thôi, còn chúng ta không nên nhập nhiều. Đó, thì đó là cái lệnh là gì? Là nhập các cái ràng buộc cho giáo viên. Bây giờ chúng ta sang lệnh rất quan trọng nhất. Bây giờ là chúng ta sẽ nhập cái phân công giảng dạy. Đó. Thì đây là cái lệnh rất quan trọng nhất luôn của cái phần nhập dữ liệu. Thì vào đây chúng ta sẽ được mời vào một cái màn hình rất lớn, chiều cao là các cái hàng là tất cả giáo viên trong nhà trường, đúng không? Chiều rộng là tất cả các môn học. Đó, làm cái lưới rất to như này, thấy không nào? Đó. Và chúng ta sẽ phải nhập vào từng ô một như thế này. Đấy. Thì rõ ràng đây là cái môn sinh hoạt là cái môn chủ nhiệm nhé. Thì khối 12
là cô Hiền này là dạy lớp 12 D4 này. Đó. Bây giờ tôi xóa nhé, bây bấm lên tôi xóa này, bấm lên tôi xóa đi này, xóa đi nhé. Đó. Xóa đi nhé. Thì làm như sau này, tôi bấm chuột phải và chọn lớp vào đây. Đấy, thì máy sẽ hiện ra cái lớp đó, tôi sẽ chọn. Bấm vào đây này. Đó, bấm thúc. Hoặc chúng ta có thể gõ tay vào đây. Chúng ta chúng ta kích đúc vào câu này nhé. Chúng ta kích đúc vào đây. Đó, và chúng ta có thể gõ tay vào đây. Là 12D4, gõ như bình thường thôi. Vẫn được nhé. Đó là enter là xong. Đó, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi xin nói nhanh nhanh nhé. Đây là cái hình mà rất quan trọng nhé. Thì chúng ta có thể hạn chế lại theo từng nhập theo từng tổ trong giáo viên. Đây các bạn bấm chuột phải ở đây nhé. Bấm chuột phải và chúng ta chọn gì? Chọn nhóm giáo viên. Đó. Bấm vào đây và tôi chọn nhóm toán thôi. Bấm kết thúc thì phần mềm sẽ chỉ hiện ra đây là môn sinh học và môn toán thôi mà chúng ta nhập giáo viên của tổ toán trước. Thì đây chính là tính năng rất là hay đây. Tính năng mà giúp chúng ta là hạn chế lại cái không gian mà chúng ta là dùng để nhập. Chúng ta sẽ hạn chế lại theo từng tổ của giáo viên và nhập như vậy nó rất là dễ. Chúng ta dễ quan sát và dễ kiểm tra xem đúng hay là sai. Đấy, phần này là phần rất đặc biệt nhé, rất quan trọng luôn nhé. Đấy. Chúng ta chú ý thêm một chút nữa nhé. Ở đây nó có một cái dòng chữ làm là khối 11 mở ngoặc 4, khối 12 mở 4 là cái gì đây? Thì cái mở ngoặc này này, đây chính là cái số tiết mặc định mà chương trình đã lưu. Thì nếu mà ở chỗ này mà không có gì cả, 11D5 không có gì cả thì máy tính hiểu rằng là 11D5 là giáo viên Phú được phân công dạy lớp 11D5 môn toán với số tiết được phân công chính là 4. Đó, chính là 4. Nhé. Tức giả sử bây giờ tôi muốn thay đổi riêng lớp 11D5 là một lớp chuyên toán. Tôi muốn lớp 11D5 này là dạy là 5 tiết làm như nào? Sửa được nhé. Chúng ta nháy đúp vào đây. Đó. Và chúng ta để sau số 5 này và chúng ta gõ mở ngoặc, gõ số 5 đóng ngoặc. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã nhập một cái số lượng môn học, số tiết học ở đây khác biệt so với số tiết chuẩn. Thấy không nào? Chúng ta chú ý nhé. Chỗ này là chỗ rất quan trọng rồi này. Đó. Bây chúng ta muốn sửa lại, chúng ta lại kích đúp vào và chúng ta chỉ việc xóa năm mà đi thôi. Đấy. Và enter là xong. Đó. Và như vậy chúng ta có thể chỉnh sửa từng cái ô một để tiết luyện nhé. Ở đây chẳng hạn đây có 2-3 lớp nhé. Bây tôi sửa như sau này. Bây yêu cầu là sửa lớp riêng lớp 12D1 là 3 tiết. Được không? Được. Tôi nhánh đúp vào đây. Đó. Và tôi di chuyển con trỏ vào lớp 12D1, tôi mở ngoặc có số 3. Nó khác biệt so với cái mặc định đây là 4 nhé. Là tôi enter. Đấy, và như vậy bạn thấy không? Vậy ở đây nhé. Như vậy là cái phương chuyên môn này lớp 12D2, 12D4 vẫn là 4 tiết. Nhưng mà 12D1 thì là 3 tiết. Bạn thấy không nào? Đó. Như vậy là tôi biết tôi sẽ sửa lại. Mình cứ xóa đi. Vẫn như thế thôi. Đấy, nhưng mà chú ý nhé. Bây giờ giả sử nhé. Nếu như ở đây này mà các bạn thấy là cái số phương chuyên môn này mà nó không đúng, cái số cái sự mặc định là không đúng nữa, chúng ta có thể sửa lại được. Giả sử nhé, ở đây đúng là khối 1 ở đây là 4 tiết nhé, nhưng mà ở đây là số 3, vậy bị sai. Thì chúng ta sửa như sau nhé. Chúng ta nháy chuột phải vào đây và chúng ta đặt cái lệnh là thay đổi sự mặc định. Thì đây là cái lệnh dùng để thay đổi sự mặc định ở trên này này. Bấm vào đây nhé. Đó, bây giờ sửa thành là thành 3 chẳng hạn. Thành 3. Và ở đây nó có hai lệnh hạn tiếp theo này. Một là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo. Hai là giữ nguyên số tiết đã lớp đã nhập. Được chưa? Tôi thử thay đổi là bấm vào đây giữ nguyên nhé. Đó, bấm kết thúc. Đấy, thì khi đó nhé. Tất cả các lớp ở đây vẫn là số 4 này. Thấy 4 nữa, riêng thân này là 3. Vậy là mặc định là 3. Đây các số tiết đây là 4. Là vì sao cái 4? Vì nó khác biệt với 3 để số 4 đây, ở đây. Thấy không nào? Nếu mà đây mà không số 4 đây thì nó chứng tỏ nó là 3 rồi. Đấy, thấy không nào? Để tôi sửa lại như cũ nhé. Bấm vào đây và chọn số tiết mặc định này. Chọn là 4 nhé. Mà là 4. Được chưa? 4 lúc. Kết thúc. Rồi. Đây thì đó là cái lệnh rất quan trọng là nhập công chuyên môn. Lệnh này là lệnh vô cùng quan trọng nhé. Chúng ta và lệnh này là nhập sáng nhân chiều riêng. Để tôi lại nhập lại, tôi đặt lại là chọn tất cả môn học nhé. Chọn toàn bộ giáo viên này. Đấy. Được chưa? Và chúng ta nhập sáng riêng và chiều riêng. Các bạn phải có chú ý.
bắt buộc phải nhập sáng riêng, chiều riêng nhé. Đây là sáng riêng này, chiều riêng này. Đó, ta chú ý nhé. Rồi, thì bây giờ đây là cái lệnh nhập chung thôi. Bây giờ tôi muốn chúng ta quan sát xem là chúng ta có thể nhìn đâu, chúng ta có thể tổng hợp lại một chút. Chúng ta nhìn vào đây nhé. Các bạn bấm vào nút này này. Cái màn hình này là màn hình mà chúng ta đang ở chế độ này, đang chế độ là nhập theo khối lớp. Mà chúng ta bấm vào đây thì sẽ chuyển sang là nhập theo từng lớp một. Đó. Thì bấm vào đây, chúng ta quan sát theo từng lớp một. Đây lớp 10 và lớp 10 đấy nhé. Và buổi sáng riêng và sáng riêng và chiều riêng nhé. Và nhìn được tổng quát đây, tổng quát cái số tiết mà tổng quát được phân công cho từng lớp một. Đó. Các thấy không, như đây là lớp khối 12 nhé. Khối 12 được phân công tổng cộng là 26 tiết, thấy không nào? Khối 12 là 26. Đúng không nào? Khối 11 là 22. Để riêng lớp 11 D0 là 24. Còn riêng lớp 11 khác thì là 22 tiết. Thấy không nào? Mình rất là rõ luôn nhé. Thấy có thể đây rất là rõ luôn nhé. Đó. Còn đây là buổi chiều đây. Khối 10 là 23. Tất cả khối 10 ở đây buổi chiều là 23 tiết hết. Đó. Chúng ta có thể quan sát và ta sẽ đoạn như vậy đây là đúng hay chưa. Phải là những người rất hiểu biết về bài toán thầy có biểu thì mới hiểu được chỗ này nhé. Cái người mà sẽ thầy có biểu là cái người mà có cái tầm nhìn là nhìn tầm nhìn cho toàn trường, toàn bộ phân công chuyên môn của nhà trường mình, là lớp nào bao nhiêu tiết, lớp nào bao nhiêu tiết, là nhìn rất là rõ. Và nhìn vào đây chúng ta thấy rõ ràng chuyện đó nhé. Ngoài ra chúng ta có thể có lệnh khác là lệnh là nhập theo giáo viên. Thì ở đây lệnh này cho chúng ta quan sát theo từng giáo viên và từng môn học và biết là như vậy là phân công cái giáo viên này, phân công cái môn này là gồm lớp nào, tổng số là bao nhiêu tiết. Ở đây là mình rất quan trọng để chúng ta quan sát và chúng ta biết rằng mình phân công như vậy là đúng chưa hay là sai. Anh này nhé, nhập lệnh này là lệnh nhận đặc biệt là nhập phân công theo giáo viên này rất quan trọng nhé. Ngoài ra có một lệnh khá rất quan trọng, lệnh này là cái lệnh là tổng kết theo giáo viên. Đây là cái lệnh ba lệnh nhé, tổng kết theo môn học, tổng kết theo giáo viên và tổng kết theo lớp. Đây là ba cái lệnh giúp chúng ta quan sát được chi tiết được phân công theo từng giáo viên và từng lớp học. Tôi bấm đây nhé, bấm vào đây thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái màn hình cho phép chúng ta là quan sát là từng buổi một sáng chiều riêng nhé, và từng giáo viên một. Giáo viên Thiệu đây, tổng số là 17 tiết. Cùng có là đây là một môn, là môn thứ hai. Đó. Sang người thứ hai, người thứ ba. Như vậy chúng ta quan sát được toàn trường từng người một. Sân phân công như vậy đã được chính xác chưa? Rất quan trọng nhé. Đây là lệnh rất quan trọng. Chúng ta là quan sát từng giáo viên một, tổng số tiết luôn. Đấy. Lệnh này là chúng ta quan sát những ví dụ lệnh này nhé, cái lệnh này này, lệnh này lệnh là tổng kết theo lớp này. Đó. Từng lớp một nhân lớp này nhé, sáng riêng và chiều riêng nhé. Đây tổng kết xem là chính xác chưa, xong lớp này là học những môn nào, giáo viên nào dạy, một tuần là bao nhiêu tiết. Đấy, nhìn rất là rõ nhé. Đấy, cho con quan sát. Đây là những lệnh mà người sẽ có biểu là phải biết quan sát, phải hiểu được và kiểm tra được mình nhập đúng hay sai. Cái phần này là phần rất quan trọng nhé. Cái phần này là tôi thấy nhiều giáo viên chúng ta là rất lơ mơ chỗ này, không nắm vững cái bài toán có biểu cho nên không quan sát được, không nhận biết được và không biết được mình nhập đúng hay là sai nữa cơ. Đấy, chúng ta phải quan sát rất là kỹ xem là đúng hay nhập là chính xác chưa. Cái phần nhập phong chuyên môn này nếu mà nhập sai thì toàn bộ thử biểu sẽ là vứt đi. Chúng ta nhập toàn trường xong rồi, xếp xong rồi mới hóa ra là xếp nhập nhầm rồi. Lớp vật cái môn này, lớp vật lý là phải cô này dạy cơ, chúng ta lại nhầm sang một cái thầy giáo khác dạy, thế là phải xóa đi toàn bộ và làm lại từ đầu hết. Chúng ta chú ý nhá, chỗ này là chỗ rất quan trọng luôn đấy. Được rồi, đấy, thì đó, như vậy tới đây là xong cái phần là xếp mà là nhập phong chuyên môn nhá. Này thì khi mà nhập xong phong chuyên môn thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo rất quan trọng là cái bước là xếp bảng bài. Đấy, thì xếp cái việc xếp này sẽ được chia làm xếp là xếp tự động đấy, cho xếp xong rồi thôi đấy. Thì cái việc xếp này nó chia là hai bước. Cái bước một là chúng ta sẽ gọi là một tôi gọi là chuẩn bị xếp, hay đúng hơn là xếp trước cái môn học đó. Thì cái phần mà chuẩn bị xếp này là như sau. Đây tôi cho cô xem lại cái slide mà để mô tả cái bước là chuẩn bị xếp.
sau bước chuẩn bị xếp sẽ là sang bước tiếp theo là bước là xếp 100%. Để cho tôi xem game rất quan trọng một cái. Đây. Cái lệnh là chuẩn bị xếp. Đây. Các bước xếp, các bước là chuẩn bị xếp đây nhá. Thì với các bước này thì chúng ta sẽ làm sẽ gồm có cái bộ lệnh sau đây này. Chúng ta sẽ gồm có là thứ nhất là chúng ta sẽ thiết chào cờ. Đấy. Quan trọng nhá. À, chào cờ là một tiết rất quan trọng, là tiết mà là tiết đặc biệt, không nằm, chúng ta chú ý là chào cờ không phải là môn học. Không phải là môn học nhá. Là cái tiết mà toàn trường xuống tầng 1, xuống toàn trường xuống sân và cùng ngồi đấy và cùng nhau chia sẻ cái gì đó. Hiệu trưởng sẽ là người lên phát biểu. Là cái tiết sinh hoạt chung cho toàn trường, là một tiết đặc biệt sẽ cho tất cả các lớp trong toàn trường. Và lệnh thứ hai là lệnh sẽ tiết không học. Không học là cái tiết học mà lớp sẽ không học và không sẽ bình thường vào đấy. Thì không học là cái tiết như sau, là cái tiết dùng để tạo khuôn lớp học. Thì tôi sẽ nói nhé. Và cái bước tiếp theo là chúng ta xếp tiết sinh hoạt. Sinh hoạt thường là cái môn học mà là xếp cứng, xếp đầu tiên và xếp trước. Sinh hoạt là tiết cố định và không, khi xếp rồi không thay đổi nữa. Sinh hoạt là cái tiết mà theo phần mềm của chúng tôi quy định ấy, là cái sinh hoạt là cái tiết mà là cái môn học mà giáo viên nào dạy sinh hoạt là giáo viên đó là chủ nhiệm luôn. Và lệnh thứ hai nữa là lệnh sẽ giáo viên chủ nhiệm, đây là lệnh sẽ tự động xếp thêm tiết chủ nhiệm vào cái buổi học mà có tiết sinh hoạt. Thông thường là lệnh này là xếp một tiết ở cạnh tiết sinh hoạt. Đấy, như vậy chúng ta có hai lệnh nhé, là lệnh xếp tiết sinh hoạt và giáo viên chủ nhiệm. Như vậy cái phần xếp trước này gồm có 3, gồm có 4 lệnh. Một là xếp tiết chào cờ này, hai là tiết không học này, đúng không, ba là tiết sinh hoạt và bốn là tiết chủ nhiệm. Đó, đây là 4 cái lệnh rất quan trọng dùng để chuẩn bị xếp. Bây giờ tôi sẽ quay lại chúng ta cùng quan sát nhé. Với cái trường này nhé, đây chúng ta trường này là theo tôi biết như vậy đã xếp xong rồi này, xếp xong cho toàn bộ buổi sáng này, đây là buổi sáng này, xếp xong rồi này đó, và buổi chiều cũng xếp xong rồi. Tức là cũng có khối diễn đã nhập xong phương trung chuyên môn rồi nhé, nhập xong cái phương trung dạy rồi, và bây giờ sẽ chuyển sang cái lệnh là xếp trước. Bây giờ tôi có thử nhé. Chúng ta trong quá trình chúng ta xếp trước ấy, chúng ta thường xuyên phải vào cái màn hình khung nhìn này để chúng ta quan sát. Thì ở cái bước mà xếp trước ấy, chúng ta thường vào cái lệnh show on này để xem toàn bộ nhà trường của chúng ta, được chưa? Đó, được chưa nhé? Đây là buổi sáng này, đây là buổi chiều này, chúng ta chú ý nhé. Đó, bây giờ tôi thử nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau xếp trước cái trong trường này nhé. Thì đầu tiên tôi xếp tiết chào cờ trước. Ví dụ tôi xếp chào cờ cho toàn trường này là vào tiết 2 ngày thứ hai. Tôi thử nhé, tôi vào lệnh chính và lệnh xếp trước môn học và tôi đặt là chào cờ. Đây, chào cờ. Và với chào cờ thì ở đây nó mờ đi và chúng ta xếp cho toàn trường luôn. Chúng ta bấm vào đây tiết 1 ngày thứ hai là xếp toàn trường nhé. Như vậy là cái tiết 1 ngày thứ hai này là xếp chào cờ cho toàn trường. Toàn trường, bấm nút thực hiện. Xong. Và như vậy đã xếp xong. Bây giờ tôi thoát ra kiểm tra này, thoát ra này. Rồi, tôi vào chỗ khung nhìn và tôi vào show on. Đây, và đây chính là cái toàn trường. Đây chúng ta này, chào cờ đây, hiện lên tất cả rồi nhé. Toàn trường đã xếp chào cờ rồi. Chào cờ là cái tiết mà không phải là môn học, là một tiết đặc biệt. Đặc biệt được xếp riêng trong cái lệnh riêng của chúng ta, được chưa? Như vậy là chào cờ. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải xếp tiết gì? Xếp cái tiết không học rất quan trọng luôn. Nó là cái gì đây? Chúng ta chú ý nhé. Không học là cái gì ở đây? Là cái này này. Không học là cái tiết là như sau này. Đây để tôi cho các thầy cô xem theo là không học là cái gì nhé. Đây tôi cho cô xem chúng ta sẽ hiểu chỗ này. Đây là chỗ mà rất nhiều giáo viên rất là lơ mơ khi đến cái phần này. Sau khi đã xếp xong không chuyên môn rồi, chuyển sang cái lệnh là xếp mà xếp trước ấy, xếp mà chào cờ rất lơ mơ, rất nhiều giáo viên lơ mơ, xếp không học càng lơ mơ hơn nữa. Thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau phân tích nhé. Đây, bây giờ muốn phân tích được cái xếp không học là cái gì, chúng ta phải chú ý như sau này. Chúng ta phải quay lại cái lệnh là nhập không chuyên môn đó giảng dạy này, và chúng ta xem lại từng lớp một. Đây, chúng ta chú ý nhé.
Vậy cho quan sát buổi sáng trước nhé, buổi sáng này khối lớp khối 12 này, toàn bộ khối 12 là 26 tiết. À, chúng ta chú ý nhé, khối 12 là 26 tiết. Thì cô thấy không nào? Khối 11 toàn bộ 11 đây là 22 tiết, trừ ra lớp 11D0 là 24 tiết. Vậy nó khác nhau nhé, các bạn chú ý nhé. Được rồi. Thì như sau này, thì dựa vào cái này này, chúng ta sẽ mới xếp được không học. Các bạn các thầy cô chú ý chỗ này rất quan trọng nhé. Đây. Nhưng mà toàn bộ khối 12 của chúng ta đây là 26 tiết bình thường cộng với một sinh hoạt là 20, là cộng với một chào cờ sẽ là bao nhiêu, sẽ là 27 tiết. Như vậy là sẽ thừa ra 3 tiết. Khối 12 sẽ thừa ra 3 tiết. Thì 3 tiết đó chính là 3 tiết không học. Chúng ta phải xếp là 3 tiết không học ở trong nhà trường cho toàn bộ khối 12. Đấy, thì việc không học ở đâu là do chúng ta quyết định nhé, tùy chúng ta nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng quan sát này, tùy các bạn thôi, xếp ở đâu cũng được nhé. Đấy, nhưng mà ở số nhà trường thì như sau, tôi quan sát một chút và với tôi quan sát giáo viên ở đây nhé, giáo viên đây này. Ôi ở đây giáo viên của trường này như sau này, đây là buổi sáng nhé, buổi sáng là toàn trường họp vào tiết năm, tiết bốn, tiết năm, ngày thứ năm, thấy không nào? Đây này, như vậy ở cái trường này là gì, trường này là như sau, trường này là toàn trường toàn trường là họp vào ngày thứ năm. Suy ra cái thứ năm này là cái tiết mà bắt buộc là chúng ta phải cho học sinh nghỉ. Như vậy là bắt buộc phải xếp tiết không học vào chỗ này này, đó, được chưa? Đó. Ở đây thậm chí có một số trường ở đây lại là họp lý thuyết là cái gì đây, họp cái trường này họp nhiều quá, tôi bỏ đấy nhá, tôi bỏ đấy này, bỏ đi, bấm chuột đây, bấm nút là bấm ở đây là không có chuyện khác, ở đây không hủy được ở đây nhé, đây là do lỗi gì đó đây, hoặc lỗi mà do là chúng ta xếp ở trong cái phần kia thôi, biết tôi xóa cái này đi này, chứ được, xóa chỗ này đi thì có này, nghỉ nhé, họp đây đúng rồi này, không sao, để ngon, tôi cần là gần ngày thứ hai là dội đúng không, được chưa? Như vậy là toàn trường là họp ngày thứ là ngày là họp là toàn trường sẽ không học vào ngày bốn thứ năm, ngày thứ tư nhé. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát, chúng ta cùng nhau làm cho nhanh nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta xem lại một chút về câu chuyện giảng dạy nhé, khối 10 buổi sáng này. Như vậy là khối 12 là 26 cộng 1 là 27 tiết, khối 12 có 3 tiết không học. Sẽ rơi vào là tiết 4, tiết 5, ngày thứ 4 và một tiết chỗ khác. Khối 11 là 22 cộng 1 là 23. Khối 11 sẽ có là 7 tiết không học. Nhá. Không học thì trừ đi 2 tiết ngày thứ 4, còn lại là 5 tiết ở chỗ khác. Còn riêng lớp 11D0, riêng 11D0 thôi thì khác. Thì là có 24 thôi, cộng với 5 thì có 5 tiết tâm tiết không học thôi. Như vậy là 2 tiết vào cái vào tiết ngày thứ tư rồi, thì còn lại 3 tiết chỗ khác. Bây chúng ta cùng nhau phân tích và làm nhé. Đây chúng ta hơi khó một chút này. Chúng ta cùng nhau làm này. Đầu tiên tôi sẽ vào cái lệnh chính và lệnh là xếp trước môn học. Được rồi. Bây giờ tôi vào không học. Được chưa? Tôi xếp cho toàn trường trước nhé. Toàn trường này. Toàn trường sẽ xếp không học vào tiết 4, tiết 5, ngày thứ 4. Đây là cái tiết mà toàn trường họp. Chúng ta quan sát nhé. Rồi bấm nút thực hiện này. Xong. Đấy. Như vậy bây giờ là toàn trường đã họp, đã không học vào tiết 4, tiết 5, ngày thứ 5 rồi. Thứ 4 rồi. Tôi kiểm tra lại một chút đây. Tôi vào không nhìn và vào show on. Đó. Này toàn trường này. Toàn trường là không học vào tiết 4, tiết 5, ngày thứ 4 nhé. Vì chỗ này là giáo viên là họp rồi mà. Nhá. Bây giờ tôi làm tiếp tục nhé. Bây giờ khối 12. Khối 12 sẽ có thêm một tiết nữa. Đây tôi vào lệnh chính và vào xếp trước và tôi chọn tiết không học và chọn cho khối 12. Đấy, khối 12 nhé. Đấy, khối 12 và chọn một vị trí nữa. Tôi sẽ chọn cho khối 12 sẽ về vào tiết 5 ngày thứ 6. Đấy. Thì lệnh này sẽ xếp tiết không học vào cho toàn bộ khối 12 và tiết 5 ngày thứ 6. Bấm nút thực hiện. Xong.
Như vậy là tôi kiểm tra lại này, vào chỗ khung nhìn nhé, show on, và đây toàn bộ khối 12 đã nghỉ thêm ngày thứ tiết tiết 5 ngày thứ 6 ở đây. Đấy, được chưa? Riêng 11 thì không nhá, 11 đây này. Đấy. 11 nhá. Trừ cái anh này ra nhá, bây giờ tôi làm lại, tôi là 11 nhá. 11 như sau này. 11 thì như sau, chúng ta kiểm tra lại một chút nhá. 11 thì như sau, đây 11 đây nhá. 11 đây. 11 thì tất cả 11 hết trừ 11D0 ra là 22 tiết. 22 tiết suy ra là có 7 tiết không học nhé. Cộng 1 đi chào cờ là 23, cộng suy ra 30 trừ 23 là 7 tiết không học. Thì trừ mất 2 tiết ngày thứ tư rồi. Bây giờ chúng ta xếp 5 tiết còn lại sang chỗ khác. Được chưa? Còn riêng 11 này tôi xử lý sau nhé. Rồi bây giờ tôi xếp lên sau này. Điều 11 làm sau, tôi vào lệnh chính và lệnh sẽ trước môn học. Tôi sẽ xếp tiết không học cho cái buổi sáng lớp 11 đó. Được chưa? Và tôi xếp như sau này. Tôi xếp 11 sẽ ra về như sau này. Sẽ ra về là 5 tiết nữa là 1 2 3 4 5 toàn bộ khối, toàn bộ 11 sẽ ra về và tiết 5 tất cả các ngày trừ cả thứ tư ra. Được chưa? Đấy, như vậy là xếp xong cho lớp 11 nhé, trừ lớp 11 D0. Bấm ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa xếp xong cái tiết chọc cửa cho toàn bộ khối 11. Đây, chúng ta chỉ kiểm tra lại một chút nhé, không nhìn này, show on. Và ở đây công chúng bị lỗi được, cái này tôi sẽ nói sau, cái này máy tính rất nhanh, máy tính nó rất là hiện ra ngay là cái lớp 11 D0 là bị sai. Tôi nói sau nhé. Bây giờ chúng ta bấm đây, chúng ta quan sát. Đây này. Toàn bộ tất cả các cái khối lớp 11 đây. Đây. Đừng nghỉ tới năm hết nhé. Đó. Riêng 11 không phải. Riêng 11 D0 là nó có 24 tiết. Cho nên chúng ta đặt là 5 tiết không học sẽ bị sai. Này riêng lớp 11 nhé. Tôi qua vào đây này. Chúng ta vào dữ liệu, chúng ta xem lại cái này nhé. Riêng lớp 11 D0. Đây này. 11 D0 nhé. Đây này. Đâu nhỉ? 11 D0 ở đây nhé. Là 24 tiết cơ. 24 tiết cộng 1 là 25 là chào cờ, suy ra là còn chỉ có 5 tiết không học thôi, mà vừa rồi chúng ta đặt là 7 tiết, như vậy là máy nó báo lỗi ngay là vì cái đó, báo lỗi ngay là không đủ tiết dạy cho lớp mà 11 đi không. Bây giờ chúng ta chỉnh sửa bằng tay. Đây, bây giờ chúng ta vào khung nhìn và chúng ta vào main loop. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lớp 11 đi không. Đây. Không ở đây nhá. Đó. Ở đây chúng ta gọi là 10 là có 1 2 3 4 5 6 7 là bị sai. Đấy. Bởi vì nó 10 là tổng số là 24 tiết cộng chào cờ là 25 tiết cơ, chỉ còn 5 tiết không. Tôi phải hủy đi. Hủy một cách nào? Đây tôi bấm vào đây. Ở đây muốn hủy không học, tôi kích đúp chuột vào đây và chọn là pick, tôi sẽ hủy đi. Một hủy này và hai cái hủy. Đấy. Và như vậy bây giờ là không là xong rồi đấy, bây giờ là hết lỗi logic rồi đấy. Và tới đây là tôi đã xếp xong. Bây giờ tôi sẽ bước theo tiếp theo, tôi sẽ xếp tiết chào cờ. Chào cờ sẽ tiết và xếp vào tiết 2 ngày thứ 2 nhé. Tôi đóng lại ở đây và tôi sẽ quay lại chỗ này vào lệnh chính và đây, và tôi xếp tiết chọn sự môn học, chọn môn sinh hoạt. Nhé, là môn giáo chủ nhiệm nhé. Tôi chọn môn sinh hoạt là tất cả toàn trường sẽ xếp vào tiết 2 ngày thứ 2. Đấy, như vậy nhưng sẽ động được tùy các bạn nhé. Đó. Và bấm nút thực hiện. Đấy. Và như vậy là toàn trường đã xếp. Tôi kiểm tra lại một chút nhé, bấm nút đóng lại này. Và tôi xem lại khung nhìn vào Brow Teacher. Đây. Đấy. Thằng này bị rỗng ra, thằng này rất nguy hiểm là rỗng ra nhá. Đây là tôi sẽ kiểm tra vì sao thằng này lại rỗng này. Đây nhá, chỗ này là 12 không học nhá. Đây là xếp hết nhá. Như vậy đã xếp xong hết toàn trường. Trừ ra cái lớp mà cái chào cờ này, chào cái lớp 12A2. Suy ra cái lớp này là lớp giáo viên này họ đặt cái lựa chọn nào đó mà không được xếp đổi chào cờ, không được xếp đổi sinh hoạt. Bây giờ tôi sẽ vào, tôi chỉnh sửa cái tại chỗ nhá. Đây bây giờ tôi sẽ vào lớp 12A ở đây cũng được rồi. Mà có thể vào đây. Chúng ta vào khung nhìn vào main loop. Tôi chọn 12A2. Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi xem là lớp này là ai là người dạy tiết sinh hoạt nhá. Chính là cái ông làm hùng này. Tôi muốn chuyển nhanh nhưng không làm thế nào. Tôi vào chỗ là thực đơn môn học đó, chọn môn sinh hoạt. Thì khi bấm vào đây này thì lập tức là giáo viên Hùng sẽ hiện ra phía dưới này, bấm nút kết thúc. Đấy.
Đây là giáo viên Hùng. Giáo viên Hùng vì sao lại như vậy? Vì giáo viên Hùng đặt họp tại tiết 2 ngày thứ 2, cho nên giáo viên Hùng là không dạy sinh hoạt được. Vậy sao tôi phải hủy cái này đi này nhé. Tôi kết thúc vào đây, tôi chọn là pick và chọn là nghỉ dạy. Chọn là dỗi nhé. Xong. Và như vậy là giáo viên Hùng đã được thoát bỏ khỏi cái ràng buộc họp này rồi. Và bây giờ tôi xếp cho vào đây nhé. Đó. Đây chọn xong rồi nhé. Để chọn sinh môn soạn này. À, tôi chọn môn khác đây nhé. Chọn môn địa lý nhé. Thì là chúng ta, đây là cái chỗ mà chúng ta chọn môn học để xếp tay. Chọn môn địa lý thì là xếp tay môn địa lý. Đây giáo viên dạy lớp môn địa lý đây. Chọn môn toán dùng để xếp tay môn toán. Được chọn môn sinh hoạt để xếp tay môn sinh hoạt, được chưa? Và vào đây tôi kích đúp chuột và chọn cái lệnh là môn đã chọn, thì máy tính sẽ lập tức là chọn cái môn sinh hoạt vào đây. Xong. Và như vậy tôi đã xếp xong cái môn sinh hoạt cho cái lớp 12A2. Và như vậy đã xếp xong môn sinh hoạt cho toàn trường rồi. Tôi vào kiểm tra xem thử vào đây nhé. Tôi vào khung nhìn này, chọn show on. Đây là toàn trường chưa nào? Sinh hoạt đây nhá. À, toàn trường xếp chưa? Toàn trường xếp có lớp nào thiếu không nào? Đấy, như vậy là toàn trường đã xếp xong môn sinh hoạt. Và như vậy là xong. Bây giờ tôi có thể, thậm chí tôi có thể xếp thêm cái môn là gọi là cái môn là môn chủ nhiệm nữa cũng được, tùy ý tôi nhé. Tôi vào lệnh chính và vào lệnh xếp trước môn học. Và tôi vào cái lệnh là xếp tiếp giáo viên chủ nhiệm. Lệnh này sẽ chọn xếp một tiết giáo viên chủ nhiệm là môn sinh hoạt và tự động xếp vào cạnh cái môn sinh hoạt, tự động nhé, bấm nút thực hiện. Đấy, thì máy sẽ xếp hết vào các môn vào các lớp. Tất nhiên trừ ra những ràng buộc họp thì chịu. Đây tôi làm đi kiểm tra thử nhé, vào khung nhìn này, vào show on kiểm tra đây này. Sinh học này, cái lớp này là không được bởi vì cái ông giáo viên này là ông giáo viên này đặt ràng buộc là họp rồi để chịu vậy nhá. Đây, xem này. Tất cả đã học hết rồi nhá. Đấy, trừ cái ông này thôi, ông này chịu. Đấy. Thì tôi bỏ qua nhé. Rồi, như vậy là ta vừa mới vừa làm xong cái môn sinh hoạt rồi này. Vừa xếp tích học rồi này. Chào cờ là xong rồi này và tôi chủ nhiệm là xong rồi. Tôi vừa làm xong cái chỗ này rồi. Và tới bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo là chúng ta làm một lệnh là xếp 100%. Tức là cho buổi sáng trước nhé. Đấy, và khi mà như vậy chúng ta làm rất cẩn thận, tỉ mỉ, từng ly từng tí một. Cái phần này là phần rất nhiều giáo viên là cho đến bây giờ vẫn rất lúng túng mà làm không chính xác, làm sai rất là nhiều. Cho nên không thể xếp được 100%. Cứ vào là lỗi. Đấy, thì đây tôi làm đây xong rồi nhé. Bây giờ chúng ta vào lệnh xếp 100% thôi. Tôi vào lệnh chính và lệnh này. Đấy. Và xếp 100% cho toàn trường. Thì đây nó có hai cái chỗ chức năng. Một chỗ này mình phải chọn này là môn sinh hoạt này, kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt. Một. Ở đây cũng là chọn nữa là gì? Là giữ nguyên trạng thái thì có biểu hiện hiện thời. Đấy. Lệnh cho phép chúng ta có thể là xếp tay một vài người trước đi. Xếp tay cho một giáo viên trước mà được ưu tiên và sau chúng ta khóa lại và không cho người khác sửa được nữa. Thì chúng ta bấm vào đây nhé. Rồi bây giờ tôi bấm nút bắt đầu đi và kiểm tra xem chương trình nên chạy đây dạy trước tự động nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả lại một chút lại trước tự động cho chúng ta xem quan sát này. Khi xếp tự động ấy thì máy tính sẽ làm như sau, máy tính sẽ thực hiện qua là 5 bước như thế này, chúng ta chú ý nhé. Và đây là phần rất quan trọng chúng ta chú ý. Khi thực hiện lại xếp 100% ấy thì máy tính sẽ làm theo 5 bước như sau. Bước 1 là máy tính kiểm tra điều kiện thực hiện xem có thực hiện được không, kiểm tra các điều kiện logic và vật lý. Nếu không thực hiện được, mình thông báo luôn và chúng ta văng ra, chúng ta phải làm lại từ đầu. Chúng ta phải làm lại cái quá trình chúng ta nhập lại dữ liệu. Xong cái bước 1 này mà xong rồi thì phần mềm sẽ qua bước 2 là xếp đại trà. Thì tại phần này, phần mềm sẽ tự động xếp cho khoảng từ 70 đến 95%, có trường có thể là 98% công việc. Các cái tiết học. Và ở bước xếp đại trà này thì sẽ thỏa mãn hoàn toàn tất cả các ràng buộc môn học và giáo viên. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Nếu bước này mà xong rồi thì thôi, còn nếu chưa xong thì phần mềm sẽ chuyển sang bước thứ 3 là bước hoàn thiện. Bước này phần mềm sẽ tự động xếp phần còn lại của nhà trường mà bỏ qua ràng buộc giáo viên, có thể là phá vỡ ràng buộc giáo viên nhưng mà vẫn giữ nguyên ràng buộc môn học. Chúng ta quan sát nhé, phần này phần rất quan trọng. Bước hoàn thiện
Như vậy là bước 1 xuất đại trà thì bảo đảm là tuân thủ 100% ràng buộc môn học và giáo viên. Ở bước thứ 3 gọi là hoàn thiện thì bảo đảm 100% ràng buộc của môn học nhưng mà sẽ xóa bỏ ràng buộc giáo viên nếu cần. Nếu mà xong rồi thì thôi, nếu mà chưa xong thì sang bước 4 kết thúc, phần mềm sẽ xếp nốt còn lại là sẽ phá vỡ toàn bộ các ràng buộc môn học và giáo viên và xếp hết thì thôi. Cho nên là khi mà xếp xong rồi thì một số giáo viên kêu là vẫn bị phá vỡ thầy ạ, vẫn bị phá vỡ ràng buộc môn học, vẫn bị phá vỡ ràng buộc giáo viên, thì đó là hiển nhiên chứng tỏ là phần mềm đã trải qua là bước 1, bước 2, 3 không xong và sang bước 4. Để chúng ta chú ý cái chuyện mà các bạn đừng không nên hỏi những câu hỏi như thế đấy nhé. Phần mềm là nó có quyền phá vỡ, khi mà xếp không xong nó phải phá vỡ và như vậy nó sẽ bị lỗi như vậy, nên thì chúng ta sẽ phải tinh chỉnh lại. Rồi cái bước 5 mà là bước tối ưu thì ít khi dùng lắm. Bước này là bước mà làm cái lệnh mà chức năng cũ rồi thì hiện nay hầu như chúng phần mềm sẽ không dùng nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả lại cái bước của chúng ta nhé. Đây chúng ta bấm nút bắt đầu và đợi xong rồi thì lúc này lúc kết thúc hiển thị ra và chúng ta bấm nút là xong nhé. Bắt đầu này, cái này là kệ đấy, chúng ta bấm nút kết thúc, chúng ta sẽ kiểm tra. Phần mềm sẽ tự động xếp cho toàn bộ các giáo viên trong nhà trường nhé. Và có thể là xếp lâu đấy, nhưng mà chúng ta có nhiều ràng buộc quá thì nó có thể xếp lâu rất là chậm. Chúng ta đành chịu vậy thôi. Và chúng ta quan sát. Và xếp 100% rồi nhé. Khi xếp 100% rồi thì hiện ra cái nút kết thúc môn học. Kết thúc. Chúng ta bấm kết thúc và bấm nút đồng ý là máy sẽ lưu lại trong dữ liệu nhà trường là toàn bộ cái thứ biểu đã xếp xong. Đây chúng ta quan sát này. Chúng ta vào khung nhìn, vào show on. Và đây ta thấy đã xếp xong toàn trường, thấy không nào? Các cô đợi tôi một chút nhé. Alo. Đó, như vậy đã xếp xong rồi nhé. Và tới đây là chúng ta đã vừa mới thiện xong một cái việc rất quan trọng là xếp xong trong này có biểu. Và tất nhiên với thứ biểu này là về lý thuyết là có một thứ biểu đã hoàn thiện và gì và không bị trùng giờ trùng tiết và có thể dùng được rồi. Và tất nhiên là với thứ biểu này thì rất nhiều giáo viên sẽ bị cảm thấy là bị xấu nhé. Rất nhiều giáo viên cảm thấy rất đẹp, nhưng một số giáo viên khác là cảm thấy xấu. Và chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là cái bước chúng ta gọi là tinh chỉnh thầy cô biểu. Đó, thì bước này mới là cái bước mà mất nhiều thời gian nhất, mất nhiều tư duy nhất, mà đây chính là cái bước tiếp theo mới là cái bước mà chúng tôi gọi là cái bước là chính là cái phần tính năng chính của phần mềm luôn. Phần mềm sẽ là công cụ để giúp chúng ta tinh chỉnh tư duy trên thầy cô biểu. Tới lúc này nhé, rất nhiều giáo viên là do dùng phần mềm không thạo, chuyên giáo viên là in ra giấy và dùng tay để sửa trên giấy, sau đó quay lại là chụp lại trên thầy cô biểu. Đó là một cái làm sai hoàn toàn nhé, sai hoàn toàn. Chúng ta bắt buộc phải tư duy ngay trên thầy cô biểu và chúng ta tinh chỉnh ngay trên thầy cô biểu. Đấy, thì chúng ta chú ý thì lệnh tinh chỉnh có rất nhiều, chúng ta có thể vào show on và lệnh này là được. Đây lệnh xem giáo viên nhé. Lệnh này chúng ta có thể xem và chúng ta tinh chỉnh được. Chúng ta có thể vào lệnh là show on này cũng được, nhìn toàn bộ các lớp cũng có thể hoàn toàn có thể tinh chỉnh được. Nhưng cái lệnh mà tinh chỉnh hay dùng nhất vẫn là cái lệnh là main loop. Đây. Lệnh này các chúng ta quan sát liền một lúc là một lớp và một giáo viên, và chúng ta quan sát ở đây và chúng ta sẽ tinh chỉnh ngay trên thể biểu của giáo viên này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đây là cái lệnh rất là quan trọng luôn nhé. Đấy, thì trong này có rất nhiều lệnh khác nhau nhé. Trong này có, đây tôi nó sẽ qua slide cho các thầy cô xem nhé. Khi sang lệnh tinh chỉnh ấy để quan sát cái gì thể biểu nhé. Đây thì chúng ta sẽ những cái lệnh cơ bản này. Cái lệnh là xóa một tiết này hoặc bốn nhóm tiết này, khóa tiết thầy cô biểu này, thay đổi tiết không học này, xóa một tiết chào cờ này, xếp bằng tay trực tiếp một tiết cho thầy cô biểu này, lệnh undo và redo này, đấy, các cửa sổ thông tin giáo viên và lớp này, đấy, các lệnh ở đây chúng ta có thể quan sát và thiện những lệnh trên cửa sổ thông tin lớp này, đó, rồi các lệnh chính, đấy, thì lệnh chính hay dùng nhất là lệnh là kéo thả trên thầy khó biểu để chúng ta mà di chuyển một tiết từ ô đài sang ô khác. Đây là lệnh hay dùng nhất nhé. Lệnh này dùng để tinh chỉnh thầy khó biểu cho một giáo viên hoặc cho một lớp, thông thường là cho một giáo viên. Thì lệnh này nó sẽ giúp là chúng ta sẽ sửa đổi và tinh chỉnh cho một cái giáo viên đó là tốt lên.
và có rất nhiều thuật toán khác nhau để mà thực hiện những cái lệnh này. À, đây này, rất nhiều nhé. Chúng ta có thể chọn lệnh là, trong rất nhiều chúng ta nên dùng lệnh FPR, lệnh rất hay này, đó, lệnh này lệnh hay này, hoặc là lệnh là như sau, lệnh là ở đây tôi không ghi nhỉ, lệnh là đây, lệnh tôi mô tả sao, cũng có cái tên cho nó là FPR nhé, rất quan trọng. Đấy. Đây lệnh là tinh chỉnh, là lệnh là lệnh di chuyển một tiết từ trên đến vị trí khác, nên chúng ta chú ý. Khi mà tinh chỉnh ấy thì chúng ta rất quan trọng, khi mà tinh chỉnh ấy thì về nguyên lý của bài toán thầy có biểu cũng như là tất cả các bài toán sức bền khác nhé, khi mà chúng ta làm tốt lên cho một người thì sẽ có nhiều người khác bị ảnh hưởng. Đấy. Nguyên tắc là như vậy, không bao giờ có thể là cho một người tốt lên các giáo viên khác không thay đổi. Bao giờ cũng khi một giáo viên mà được thay đổi thì sẽ có một giây các giáo viên khác bị thay đổi theo. Thì chúng ta làm sao, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta cố gắng làm sao mà giảm thiểu tối đa những cái phần mà ảnh hưởng của những người khác. Thì một trong cái đó chúng ta làm như sau, theo tôi là chúng ta khi chúng ta kéo thả, chúng ta nên dùng hoặc là cái này gì quyết định là cái này, hoặc là dùng cái này. Theo tôi đây là cái trong thói này, cái hai thói là một là vị trí cố định này này FPR, và cái loại thứ hai là OPDPR FPR, thì cả hai cái này đều có bên trong đó, nó có cái chữ là FPR. Thì đây là hai thuật toán mà theo tôi là hay nhất. Vì sao? Vì hai thuật toán này có thể chứng minh rằng nó sẽ bị ảnh hưởng tới nhiều giáo viên khác, nhưng mà trong giáo viên khác bị ảnh hưởng đó chỉ có một giáo viên bị xấu đi thôi. Như vậy với hai cái thuật toán này nhé, thì một giáo viên tốt lên thì maximum là một giáo viên khác bị xấu đi. Có những lệnh khác, lệnh này là một này, lệnh này là hai, lệnh này là ba, thì có thể được có nhiều giáo viên khác bị xấu đi. Mà theo tôi thì cho nên dùng một là dùng cái này là một nhé, hai là dùng cái này, hai cái này là hai cái mà. Còn tất nhiên rất nhiều khi chúng ta không thể dùng cái này nó cũng có lỗi, không được, chúng ta phải dùng lệnh khác. Tại vì dùng lệnh này như vậy, lệnh này là lệnh cũng rất hay, nhưng mà lệnh này thì có nhiều giáo viên khác bị xấu đi hơn. Nhiều khi chúng ta bắt buộc phải dùng lệnh này nhé, không phải bây giờ lệnh này cũng ra đâu, vì quy nó không ra đâu, vì rất nhiều các ràng buộc khác. Tôi lấy ví dụ nhé, đây tôi xem từng người một nhé, đây tôi xem vài người ở đây, giáo viên này ở đây nó nhiều đây. Ví dụ đây nhé, ví dụ là đây là một cái lớp, đây là một cái người tên là Thắng, ví dụ thế nhé. Anh này anh có thể kêu có hai chỗ xấu, một là cái chỗ này bị xấu này, có một tiết cho một ngày nhé, và chỗ này là bị trống hai tiết này. Đấy, thì chúng ta có thể sửa rất nhiều cách, hoặc chúng ta đây chúng ta khi các bạn chú ý nhé, khi chúng ta bấm vào một nút ở trên màn thấu biểu ô đèn, ô nó màu vàng, thì cái ô màu vàng này nó gọi là ô hiện thời nhé. Ô hiện thời này luôn luôn có liên hệ với cái thẻ có biểu ở trên này. Khi tôi bấm vào đây nhé, thì cái ô này là ô hiện thời, thì dưới này là thời biểu tương ứng. Khi bấm vào ô này này thì đây chính là cái giáo viên dạy môn ngữ văn, được chưa? Khi bấm vào đây thì đây chính là cái lớp học đó nhé. Như vậy ông này chính là cái giáo viên Thắng, là dạy toán cái lớp 12A6 này, 12A6 nhé, 12D6 chứ. Thì đây là hai đề toán rồi này, thì đây không thể chuyển sang đây nữa nhé. Đấy, chỗ này rất là khó chuyển nhé. Đấy, rất là khó chuyển luôn. Chuyển sang đây có được không? Chuyển sang đây nhé. Chuyển sang đây thì là được. Chuyển sang bên này vì mà lý thuyết là được nhé. Chuyển sang đây này. Ở đây là môn hóa, đây là môn địa lý này. Vấn đề là cái ông chuyển sang đây là môn hóa này, môn địa lý, thì môn ông này có chịu đi hay không thôi. Đấy. Ông hóa bảo không đi được thì chịu. Mà tôi có thử nhé. Đây bây giờ cách làm sao này. Tôi bấm giữ chuột. Thì máy nó sẽ hiện lên các ô, máy nó sẽ hiện lên những cái ô màu xanh là gì? Ô màu xanh là những cái ô mà phần mềm khuyên là nên chuyển đến. Đấy. Đây là một tẹo thông minh của phần mềm nhé. Thì chúng ta bấm mà chúng ta di chuyển. Đây chúng ta di chuyển về đây. Đấy nhé. Không từ đây. Thì máy nó sẽ hiện ra như này. Máy nó hiện ra như sau nhé. Đây. Thì các tôi quan sát nhé. Thì ở đây quan sát là chúng ta luôn chú ý là ở trên này là
ở trên này là cái thầy đây chúng ta đang ở cái thuật toán là FPR, mỗi một thuật toán nó có cái màn hình khác nhau nhé. Ở đây nhé, thì ở trên này là cái giáo viên và lớp của giáo viên là trước khi thay đổi, còn đây là sau khi thay đổi, được chưa? Đấy, như vậy là đây này, như vậy là cái 12A6 nhé, là chuyển lên này, chuyển từ toán sang hóa, đúng không nào? Thì sau khi chuyển là như thế này, còn đây là giáo viên nam này, chuyển từ đây sang đây này, thấy không nào? Đó, như vậy giáo viên nam này là bị xấu đi, thấy không nào? Giáo viên nam nhé, như vậy giáo viên ảnh hưởng, còn đây giáo viên thắng, đây giáo viên thắng là chuyển từ đây sang đây thì dễ, thì ngon lành này, đúng không? Để chuyển từ đây sang đây, giáo viên thắng là tốt lên nhé, còn giáo viên nam này chuyển từ đây sang đây, thấy không nào? Nhưng mà giáo viên này là ngày thứ bảy là có 3 tiết, ngày thứ năm có 1 tiết, nhưng mà sau khi đổi thì ngày thứ bảy có 2 tiết, ngày thứ năm có 2 tiết và thêm 1 tiết trong đây. Thì có thể đấu giáo viên thắng này là hoàn toàn là không xấu đi. Anh ta sẽ bị hơn 1 tiết ở bên này, nhưng bên này nó giảm đi, bên này chỉ cần là 1 tiết mà. Cho nên giáo viên thắng này là giáo viên nam này là không xấu đi. Vậy tôi đồng ý chuyển, bấm nút kết thúc. Xong. Như vậy là giáo viên thắng đã được chuyển tốt từ đây sang bên này rồi, là chuyển tốt rồi. Mà tôi sang giáo viên khác. Cứ như vậy tôi làm cho từng người một. Chúng ta chú ý nhé. Trên cái việc tôi chỉnh này là đòi hỏi chúng ta phải tư duy rất là nhiều. Chúng ta phải là cẩn thận tỉ mỉ, chúng ta không vội ở đâu, không mà tôi biết rất nhiều giáo viên là khi mà xếp từ khi mà nhập xong thì có biểu nhập xong toàn bộ thông tin xếp được 100%, chỉ mất 1 tiếng thôi. Người hỏi thạo mất 1 tiếng là xếp xong thì có biểu. Nhưng mà tinh chỉnh này mất vài ngày, mất 1 tuần lễ thì mới đi chỉnh được, tôi yêu được. Mới gọi là tạm thời ưng ý. Mà cũng không bao giờ có thể ưng ý được đâu. Bao giờ cũng có là một vài giáo viên nó lào xào, nó kêu là mà của tôi sao mà xấu thế nhé. Hôm trước tôi nói chuyện với hai giáo viên ở trường Thăng Long ấy. Hai cái bạn giáo viên này có một cái nhược điểm là gì, là bị gần như là con tốt đen ấy, là bị giáo viên khác nó kêu, và giáo viên này cứ phải nghe lời. Theo tôi thì là cần ngược lại. Thật ra trong nhà trường chúng ta, cái người sẽ có biểu là người rất có quyền lực. Người nói bảo gì các giáo viên khác là phải nghe. Không có chuyện là cái người sẽ có biểu lại bị các giáo viên khác là ép đâu. Bắt phải làm này, bắt phải làm thế kia đâu. Người sẽ có biểu là người có rất có quyền lực trong nhà trường. Anh ta muốn ai đẹp là đẹp, muốn ai xấu là xấu, quyền của anh ta. Mà hiệu trưởng không được phép can thiệp vào cái công việc theo cái biểu của nhà trường. Vì đây là cái việc rất là khó, chứ không dễ. Cho nên là tôi muốn là tất cả các nhà trường, các giáo viên theo cái biểu là phải hiểu cái vai trò của mình. Mà phải nói rõ cho hiệu trưởng biết là đây là bài toán rất là khó. Bài toán mang tính tối ưu toàn cục. Nó vừa là rất là khó về mặt thuật toán, vừa khó về cái gọi là cái tối ưu. Vì nó không có một cái nguyên tắc tối ưu chung nào cả. Mỗi giáo viên mỗi nhà trường có một tối ưu riêng, mỗi một học sinh có một cái giáo viên có một tối ưu riêng, không có một cái chung cả. Chuyên đây là việc rất là khó, và đề nghị là các thầy mà thầy cũng sẽ có biểu nhà trường ấy, đề nghị hiệu trưởng cho người đó là có toàn quyền xử lý. Đấy, chúng ta đừng có để hiện tượng là chúng ta là bị rơi vào cái bị động, rơi vào cái hiện tượng là gì, là chúng ta là người là cái đầu sai và bị hiệu trưởng coi thường, cứ nghĩ rằng là sẽ có biểu là công việc dễ. Không dễ một tí nào, rất là khó luôn. Đấy. Cái người sẽ có biểu là anh ta phải có toàn quyền cơ, anh ta mới thoải mái xếp được. Chứ không vừa xếp được cái ông thắng là tốt lên, thích quá, nhưng ông nam ông hét lên là ông lại sợ rúng lên lại, không sửa được nữa, thế là hỏng rồi. Thông thường cứ một người này mà tốt lên, người khác là phải xấu đi thôi. Nguyên tắc chung của thời biểu là như vậy. Ít khi mà được cả hai cùng tốt lên, cũng có ít khi lắm nhé. Chúng ta rất là chú ý chuyện này nhé. Đây như vậy tôi vừa mới trình bày các cô những cái lệnh cơ bản mà hay dùng nhất, chính là cái lệnh liên quan đến cái việc tinh chỉnh này. Thì đây cái mình rất quan trọng nhé. Tôi thêm vào lệnh khác nhé. Đây là tôi có thêm vào lệnh khác chỗ này nhé. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ lệnh khóa thì có biểu là cái gì? Ví dụ tôi muốn xếp, ví dụ như là xếp cho ông nam này là để tôi cho người khác đi. Đây, ví dụ như cô Phạm Thanh Ngà nhé. Thanh Ngà, nhưng mà đây cái cô này là được đã xếp rất là hoàn hảo. Thật ra cô này ngày thứ năm chả họp đâu, nhưng cô ta viết đều ở đây thôi, ý là muốn nghỉ thứ năm đây.
Thì cô này có rất nhiều tiết nhé, nhưng mà cô ta đã xếp rất là hoàn hảo rồi. Thứ hai này, thứ ba này, thứ tư này, thứ sáu này, thứ bảy là hoàn hảo rồi. Bây giờ cô này có yêu cầu là thôi hãy khóa lại cho cô ta và không ảnh hưởng gì khác nữa. Chúng ta khóa lại nhé. Chúng ta chọn ở đây và chúng ta bấm nút là khóa. Đây, chúng ta bấm nút khóa. Ở đây chúng ta có thể, ở đây lệnh là có thể khóa mà đặt khóa. Đúng rồi, đây là cái lệnh mà bấm đây nhé, là khóa toàn bộ một lớp và toàn bộ một giáo viên. Đấy, chúng ta bấm đây nhé, thì toàn bộ tất cả các nút ô này là màu vàng này. Khi đã màu vàng ở đây rồi thì không thể xóa được, không xóa được, không di chuyển được nữa. Thấy bạn thấy không? Như vậy tôi đã làm, tôi đã ưu tiên cho cô, cho cái cô Ngà này là người quen của tôi. Tôi đã khóa lại cho cô này, bảo đảm cô này sẽ không thay đổi được nữa trong quá trình chúng ta thay đổi. Đấy. Còn nếu chúng ta muốn khóa riêng cũng được. Tôi viết một, tôi lấy ví dụ cho đây, ví dụ một cái lớp, ví dụ một cái lớp này, ví dụ như đây nhé. Bây giờ tôi muốn là khóa riêng thôi. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi kiểm tra lại một chút. Đây, ví dụ đây. Thì cô đây là cô Trang nhé. Cô Trang thấy chỗ này rất nhiều chỗ đây, nhưng mà cô ấy muốn là dạy tiết đây này. Đến đây dạy sau đó là họp luôn, thì nó đỡ phải là tiết đây bởi vì mất mất thì không phải là, có phải là rất dở không, có phải là nghỉ ở nhà đấy họp. Cô ta muốn khóa này lại. Thì các bạn bấm vào đây, bạn bấm chuột phải và chọn lệnh khóa. Thì đây là cái lệnh là chỉ khóa một tiết thôi, khóa một tiết thôi, khóa xong. Như vậy cái ô này đã được khóa lại. Thì bảo đảm cô đã có thể thay đổi thế nào cũng được, nhưng mà cái tiết này là bảo đảm cố định luôn. Lệnh khóa như vậy là khóa nó có hai lệnh nhé. Hoặc là khóa từng tiết một, bấm chuột phải và chọn lệnh khóa. Hoặc là bấm vào chỗ này là khóa toàn bộ cho một lớp hoặc một giáo viên. Thì ô vàng nằm ở đâu thì là khóa toàn bộ cho đó. Đây là hủy khóa toàn bộ nhé. Đó. Được chưa? Thì đây là muốn xóa một ô thì chúng ta chỉ việc bấm vào đây, chúng ta bấm nút delete hoặc bấm nút là xóa này, bấm nút xóa là xóa. Xóa đó. Mà chúng ta có thể xếp lại ở chỗ khác tùy. Có rất nhiều lệnh khác nhau nhé. Chúng ta chú ý nhé. Chỗ này trong mình này có rất nhiều lệnh chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải làm quen thôi, không có gì, có nó rất nhiều cái tham gia khác nhau nhé, rất là nhiều đấy. Đấy, ví dụ cái tiết này là tiết gì nhỉ? Tôi bấm vào đây là cái tiết là tiết địa lý đúng không? Địa lý lớp 11 là địa lý lớp 11 là A8. Thì lại gọi A8 lên này. Đấy, địa lý là mình đây này, đấy nhé. Thì tôi chọn địa lý này, tôi chọn địa lý nhé, địa lý đây. Đấy. Tôi bấm cứ đúc vào đây. Chọn là muốn đã chọn. Mình xếp vào đây. Xếp lại vào đi. Bây giờ giả sử nhé. Bây giờ giả sử tôi xóa đi này. Giả sử cái cô này cô lại muốn nghỉ vào đây, giả sử tôi bấm đây. Bấm là pick là giả sử là họp. Đấy. Họp vào đây nhé. Bây giờ đây, tôi xếp môn lý này. Cái đúp là chọn địa lý này, chọn môn chọn này. Mình báo lỗi ngay. Mình báo lỗi là giáo viên Thủy B đã yêu cầu họp không xếp được nữa. Và đây là một trường rất là trớ trêu nhé. Lớp này đã xếp hết rồi. Xếp hết rồi. Nhưng mà còn mỗi cái tiết này là trống ra. Tiết này là còn mỗi môn địa lý thôi. Mà địa lý cái cô này cô lại họp ngày thứ bảy và một họp này không thể xếp được nữa. Như vậy bắt buộc là phải xếp vào chỗ khác. Bằng cách chúng ta làm thế nào chúng ta di chuyển tiết ở đâu đó ở đây sang chỗ này để giải phóng cái chỗ này ra. Thì tư duy là như sau nhé. Đây, cô Thủy này là cô Thủy cũng có thể chỗ khác đây. Cô thể xếp ở đây nào, hoặc ở đây được này. Đó. Hoặc là xếp ở đây này. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ di chuyển một tiết ngoại ngữ chẳng hạn là đây nhé, ngoại ngữ này, hoặc là đây chúng ta có di chuyển là sinh toán cho di chuyển lên đây và chúng ta chống ra và chúng ta sẽ vào đây. Đấy, thì đây là một tư duy một bước thôi nhé. Cái tư duy thì có biểu nó giống như đi bàn cờ, chúng ta có thể tư duy theo một bước, hai bước hoặc là nhiều bước. Cái người sẽ có biểu anh, người nó càng giỏi anh ta tư duy càng nhiều bước được. Chúng ta chú ý nhé. Tôi một bước này. Một bước là tôi muốn là điền vào đây cái tiết khác, không phải tiết địa. Vì sao như vậy? Vì địa ở đây đã họp rồi. Mà địa ở đây là trống này. Đó. Ở đây là trống này. Ở đây trống này. Ở đây trống đây là hai tiếng tiếng Anh không được. Vậy đây thôi. Như vậy hoặc tôi chuyển ngoại ngữ ở đây lên đây. Thì lên đây nó có một nhược điểm ở đây là hai ngữ rồi. Thì cũng được, không sao cả. Hoặc tôi sẽ chuyển ở chỗ này. Đây là họp nhá. Đấy. Tôi có thể chuyển một tiết lịch sử ở đây sang đây được không? Được, lịch sử đây sang đây được. Nhưng mà có thể chuyển lịch sử từ đây này sang đây này. Được chưa? Hoặc là gì?
hoặc là chuyển là ngoại ngữ từ đây lên đây, hoặc là chuyển sinh học từ đây lên đây thì được cả nhé. Rồi tôi thử này cho giáo viên A8 nhé. Tôi bấm vào sinh này. Ở đây không chuyển lên được nữa, vướng, nhưng mà sinh đây là hỏng nhé. Môn toán này không được này. Kiểm tra môn lịch sử ở đây này. Lịch sử ở đây cũng hỏng nhé, vì đây là bận rồi này. Kiểm tra lịch sử là hỏng nhé. Bây giờ kiểm tra môn và môn A8 này. Môn A8 nhé. Kiểm tra môn đây là môn này nhé. Kiểm tra môn ngoại ngữ ở đây không chuyển được. Đấy. Bây giờ kiểm tra môn những giáo viên nào mà dỗi ở đây cơ. Bây giờ kiểm tra nhé, môn đây kiểm tra môn tôi lại quay lại môn địa ở đây nhé. Môn địa ở đây này. Môn địa ở đây tôi vào thực đơn môn học và chọn môn địa. Đấy, chúng ta tư duy ở đây. Đấy, bây giờ tư duy là một mức thôi nhé. Như vậy với cô Thủy này chỉ có là sinh hoạt toán ngoại ngữ ở đây thôi. Sẽ kiểm tra môn toán nhé. Không được. Sinh không được nhé. Đó. Bây giờ kiểm tra cái môn khác nhé. Kiểm tra mình tôi phải quay lại cái môn, tôi quay lại cái cô này. Tôi hay quên quá. Hay quên cô này là cô gì? Cô địa lý đây. Nhá. Là cô Thủy đây này. Đấy. Có một cái mẹo nhé. Bây giờ chúng ta có thể cố định hai cái vị trí này lại, hai cái này lại, tôi cố định lại, tôi dùng cái lệnh là gì? Tôi lệnh là đánh dấu trạng thái. Đây là lệnh mà đánh dấu memory, đánh dấu hai cặp là 11A8 và bích thủy lại. Và cần thiết tôi sẽ bấm đây để khôi phục lại trạng thái cho nhanh nhé. Rồi. Bị kiểm tra, tôi sẽ kiểm tra xem cái môn nào có thể đưa vào đây được này nhé. Môn toán không được rồi này, tôi kiểm tra ở chỗ này nhé. Môn môn hóa được. Môn hóa được đấy. Môn hóa ở đây là hạn chế mà môn hóa đây có thể chuyển sang đây được. Tôi sẽ chuyển hóa từ đây sang đây. Và như vậy chỗ này và cái chỗ này nó trống ra, và khi đó cái môn có lại cái môn môn địa lý nhé, địa lý này tôi có lại môn quay lại cái môn địa lý, quay lại cái địa lý. Như vậy là địa lý nhé, địa lý của này là trống ở đây này, thành vậy thôi, chẳng làm cái làm khoán được nhé. Hóa là chuyển được, tôi ngữ văn không chuyển được, lịch sử không chuyển được. Như vậy là hóa chuyển được, đành chịu vậy thôi. Tôi sẽ vì tôi đang thấy là 99% mà chưa hết, mà phải xếp xong thì mới yên tâm. Nhưng mà tôi sẽ chuyển hóa từ đây sang đây nhé, và môn địa sẽ xếp vào đây. Đấy, tôi vào hóa nhé. Tôi di chuột sang bên này. Đấy. Và tôi thả ra. Đấy, hóa chuyển sang nhé. Đấy, cũng gần xếp xong luôn. Và đây chính là địa lý. Đây chính là cái môn địa lý ở đây. Tôi sẽ bấm vào đây và tôi chọn một đại thám đây. Bấm vào đây nhé. Và kích chọn môn đã chọn đây. Đó. Và như vậy đã xếp xong. Vừa rồi tôi vừa tư duy một chút. Tôi vừa tư duy là tư duy một bước thôi đấy. Một bước. Có những người sẽ không hiểu. Họ sẽ tư duy được 2-3 bước. Càng tư duy nhiều chứng tỏ cái người sẽ không hiểu họ càng thạo nhé. Thế chúng ta như vậy là phần mềm giúp chúng ta có cái tư duy đó. Đây chức năng chính của phần mềm này là cái chức năng mà nó giúp chúng ta tạo ra được cái các cái lệnh trên màn hình, mà lệnh đó giúp chúng ta có thể tư duy, gọi là tôi gọi chung một cái từ là tư duy xét theo các biểu. Ngày xưa mà thời kỳ mà chưa có máy tính ý, thì các thầy cô thì không được, chúng ta phải vẽ ra trên giấy ý, vẽ ra rất nhiều các cái màn hình, các cái trang, và giáo viên ta sẽ đi từng trang một, chúng ta sẽ dùng chuột, chúng ta kích chuột, dùng bút chúng ta nháy, chúng ta ghi vào cái ô và cho đánh dấu vào đấy, và chúng ta sẽ tư duy để xếp bằng tay trên giấy. Đó là cái tư duy ngày xưa nhé. Còn bây giờ có máy tính rồi thì phần mềm sẽ giúp chúng ta, thay chúng ta tư duy, chuyển tư duy xếp tay bằng tay, chuyển sang xếp bằng trên máy tính. Nhưng mà tư duy vẫn là như vậy, là làm sao chúng ta có thể xếp được các tiết học và các cái ô sao cho nó không bị trùng giờ trùng tiết, thấy chưa? Đó, như vậy là tôi vừa mà trình bày xong hầu hết đấy. Bây giờ tôi nói là thêm lệnh cuối cùng nữa là cái lệnh mà chúng ta sẽ in ra như thế nào. Thì thật ra bây giờ lệnh in nó trong phần mềm có vài lệnh thôi, nó không đủ đâu. Chúng ta nên in như sau. Chúng ta nên vào cái hệ thống này mà chúng ta chọn cái lệnh là ghi ra Excel. Thì đây là lệnh rất quan trọng, lệnh nó sẽ in ra được rất rất nhiều các cái form khác nhau trên Excel. Và chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể sửa lại, chỉnh sửa lại, chúng ta tạo khuôn lại, và chúng ta đưa vào uộc, chúng ta có in thẳng từ Excel ra cũng được. Chúng ta bấm vào đây nhé. Phần mềm sẽ đẩy ra dữ liệu ra file Excel. Chúng ta bấm vào đây. Đó. Đây có các cái phương án để chúng ta lựa chọn kiểu in, và chúng ta bấm kết thúc thì phần mềm sẽ lập tức là sẽ đẩy ra file Excel và mở luôn ra.
mở luôn cho chúng ta xem luôn cái file Excel đó, và chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể in ra được. Vấn đề đây là in thôi nhá. Đấy, như vậy đã mở xong, bây giờ tôi sẽ đưa cái file này vào. Rồi. Đây này. Có rất nhiều các cái sheet nhá. Các cái màn hình, đây là màn hình 1 là màn hình các object, là chúng ta ở đây mô tả tất cả các đối tượng chính nhá. Màn hình thứ hai là thử cái biểu lớp buổi sáng, cái lớp buổi sáng này. Đấy. Nhá. Lớp buổi chiều chúng ta chưa có này. Lớp sáng chiều cùng một lúc này. Đó, sáng chiều. Lớp 2B này. Rồi các nhiều mẫu khác nữa nhé, mẫu thầy kho biểu ngành này. Đấy. Rồi là mẫu thầy kho biểu giáo viên buổi sáng. Đấy. Mẫu thầy kho biểu giáo viên buổi chiều. Mẫu thầy kho biểu giáo viên là sáng chiều. Đấy. Có rất nhiều điều này, sáng chiều luôn trong cùng một cái sheet nhé. Đấy. Rồi là rất nhiều thầy kho biểu phòng, thầy kho biểu lớp cho từng lớp một. Đấy. Từng lớp một đây. Đấy. Thầy kho biểu cho từng giáo viên một đây. Từng giáo viên một đây, sáng chiều riêng nhé. Rồi là phân công chuyên môn nữa. Bảng phân công chuyên môn nhìn nhiều dạng, đây là bảng 1 này, bảng dạng 1, bảng dạng 2 này, mẫu 1 này, mẫu 2. Trong này có rất nhiều mẫu, hiện nay trong cái Excel này có phải 20-30 cái mẫu in khác nhau nhé. Đấy, chúng ta quan sát thì có, thì đây là cái theo tôi cái phần ra Excel này là cái phần đầy đủ nhất này. Có tất cả những cái form cho cần thiết. Thì các cô sẽ sử dụng cái này để chúng ta dùng để in ra nhé. Đấy. Chúng ta chỉnh sửa lại, chúng ta phóng to cái này lên này, phóng to lên này. Chúng ta có thể copy sang chỗ khác này. Chúng ta làm cho nó đẹp lên, chúng ta đánh dấu, đánh tô màu cho đẹp vào mà chúng ta sẽ in ra. Được chưa? Được. Còn cái ô này này, in ra cái gì? Đó, thì tôi nói lại, trong phần mềm nó có một cái tính năng dùng để lựa chọn, các cái lựa chọn in ra. Thì các thầy cô làm như sau, các thầy cô vào đây này, các thầy cô vào cái chỗ này. Chúng ta vào cái chỗ là hệ thống, thì phải hệ thống nhé. Không phải hệ thống. Lệnh chính nhỉ? Đây, lệnh chính nhỉ? Các lựa chọn. Đây, các tùy chọn. Cái lệnh đây là lệnh này rất là phức tạp, có rất nhiều tùy chọn khác nhau phần mềm. Cái này các thầy cô ai mà sau này tìm hiểu sâu hơn chúng ta sẽ thấy nó rất là phức, nó phần mềm của chúng tôi rất là phức tạp. Đấy. Chúng ta vào đây thì có rất nhiều các cái tab ở đây để lựa chọn, thì chúng ta chọn cái tab này. Chọn cái tab là tôi không nhớ lắm rồi, nhưng mà xếp đánh giá này. Phương án in ấn đây, in ấn nhé. Đây là cái lựa chọn in ấn, là khi mà chúng ta in ra cho đẩy ra Excel cũng thấy, cũng là một trong một thôi, thì là các cái ô sẽ in ra cái gì. Thì đây là cái lựa chọn khi in ra thì cái biểu lớp toàn trường, thì cái ô đó in ra cái gì. Đấy, có thể in ra tên môn, in ra là mã môn, in ra tên giáo viên, in ra là mã giáo viên, in ra là tên môn cộng tên môn gạch chéo là tên giáo viên. Đây, có rất nhiều lựa chọn khác nhau cho cái lệnh mà xếp in ra in thử biểu cho toàn trường nhé, theo lớp. Còn đây là in thử biểu cho từng lớp một cũng như vậy. Có thì mỗi ô đó có thể có rất nhiều cách chúng ta đẩy ra cái ô đó. Đấy. Còn đây là thử các biểu giáo viên toàn trường, thì đây có nhiều cách lựa chọn khác nhau. Còn đây là thử biểu của từng giáo viên mà cũng vậy, có rất nhiều cách lựa chọn khác nhau. Đây, chỗ là chỗ rất là hay nhé, chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác nhau để cho ta in ra Excel, chứ không phải chỉ có cứng một kiểu đâu, là chọn kiểu nào cũng được nhé. Rồi, thì đó là cái lựa chọn khi in ra thì có biểu. Thế là rồi, tôi trình bày đây là hết nhé. Có gì các thầy cô sẽ những câu hỏi sâu hơn nữa, các thầy cô có thể trao đổi trên cái nhóm của chúng ta nhé, cái nhóm mà nhóm cho các biểu trên Facebook ấy. Theo của có thầy cô, nhưng mà tôi vẫn cố gắng là trình bày thêm mỗi hôm là trình bày thêm một ý gì nữa trên cái phần mềm của chúng ta. Thì hôm nay tôi đã trình bày lại các thầy cô một lượt từ đầu đến cuối tất cả các cái bước chính, kể từ khi mà nhập dữ liệu, nhập thông tin chính, rồi xếp phân công chuyên môn, rồi nhập các cái dòng buộc giáo viên vào môn học. Sau đó là chúng ta các cái bước là chúng ta chuẩn bị xếp, rất quan trọng, chuẩn bị xếp lại xếp trước các môn học. Sau đó là sang cái lệnh xếp 100%, rất quan trọng luôn. Chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận, thật cẩn thận thì mới xếp được 100%. Còn chúng ta chỉ trong quá trình ta chuẩn bị xếp như vậy, xếp trước như vậy chỉ sai một tí đẹo thôi là cũng không xếp đổi, không bao giờ xếp được. Cho nên bắt buộc phải làm rất cẩn thận, từng ly tí một, mà muốn như vậy chúng ta phải hiểu bài toán. Còn sau đó là cái bước sắp tiếp thu, sau cùng là cái bước là tinh chỉnh. Đây, tinh chỉnh là một bài toán, là cái bước là xếp nôm na là dùng phần mềm để mà xếp tay, để mà tinh chỉnh. Phần này là phần phức tạp nhất, phần mềm là cái phần đòi hỏi kỳ công nhất.
có thể chúng ta chỉ mất một tiếng đồng hồ thôi, vừa xếp tự động vừa nhập dữ liệu thì có biểu, nhưng phần tinh trình nó phải mất một vài ngày, thậm chí cả tuần lễ, thậm chí là không làm nổi. Chúng ta phải chia làm các cái bước, ví dụ như là từ tháng 10 đến tháng 9 đến tháng 11 chúng ta làm một thời có biểu thứ nhất, chúng ta lưu lại, sau tháng 11 đến tháng 12 làm một thời biểu thứ hai, ấy mà thứ 12 tháng 2 làm một thời có biểu thứ ba. Rất nhiều trường là cứ 2 tuần nó thay một thời có biểu, ý nó là nó muốn như sau, ý muốn là cho thì là cho các giáo viên là cái số tốt nó sẽ tuần này thì là xấu, tuần sau lại tốt, tuần sau lại xấu, tuần sau lại tốt, cứ như vậy thay đổi nhau cho đỡ phải ghen tị với nhau. Rất nhiều trường tôi thấy là như vậy, nhưng muốn làm như vậy được, cái người sẽ có biểu là phải có là những người mà có rất nhiều quyền lực. Tôi biết, tôi quay một số trường ở Hà Nội, cái cậu mà thầy có biểu, cậu rất là trẻ thôi, cậu có tuổi trẻ còn trẻ nhất trường luôn, nhưng mà nói cả trường phải nghe, không có chuyện cãi, không có chuyện một người già hơn lại quát một cậu trẻ là mày mà xếp cho ta cái này, cậu mà xếp cho tôi cái này, không có chuyện đó. Vì thầy có biểu không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện chơi được, không phải có chuyện là anh muốn nào là anh được thế. Đây là câu chuyện là xếp việc rất là khó luôn. Tôi thường nói rồi, cái bản thân không biểu là như sau này. Chúng ta cần xếp 100 giáo viên vào một cái phòng 100 cái ghế, thì thậm chí có 100 giai thừa phương án xếp, nhưng mà phía trên cùng trên đầu chỉ có 5 cái quạt trần thôi. Và như vậy chỉ mỗi quạt trần như vậy chỉ mát được 2 người, như vậy cùng lắm chỉ mát được 10 người thôi. 100 người đó là phải có 9 người là bị nóng. Để làm thế nào bây giờ xếp làm sao cho là cả 100 người đó được vui vẻ được, rất là khó luôn. Ông nào khó tính, ông nào cũng quát cái người sếp là tôi phải được giấy quạt thì làm sao mà sếp được. Đó, vấn đề người thầy sếp có biểu anh ta phải có quyền lực, mà anh ta phải nói rằng là không thể sếp như vậy được đâu. Trường ở đây, hội trường chúng ta là có 10, có 5 cái quạt thôi, cùng lắm là 10 người mát, 10 người mát nhất và 10 người hơi mát. Chắc là 10 người hơi mát đi, còn lại 80 người là phải chịu nóng. Các cô mà chia nhau mà chia đi. Đấy. Cho nên là không dễ, cái người là sẽ được là cái người rất có quyền lực trong nhà trường, không thể là cái người mà bị toàn trường xung vào chỉ mắng được. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhá. Tôi sẽ lưu lại cái tệp này và tôi sẽ gửi lên nhóm cho các bạn. Chào mọi người nhé. Chào thầy ạ. Ừ. Em cảm ơn thầy ạ.